Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau khi một ngày nghỉ ngày hôm qua thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại và để tiếp tục với một series truyện được yêu thích nhất trên kênh. Đó là series về hành trình độ hóa vong hồn của ông Hai Trầm và cô ma Hai Nguyệt, bà Thủy Sông Vàm Lá của tác giả Quỳnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Con Thủy ngồi ngoài mé hè mà khóc thút thít. Nó lại bị dì Lan đánh cái tội nấu cơm khét. Mấy lần trôi ngang dọc trên cánh tay đủ để biết nó phải chịu đau đớn ra làm sao. Ngày nào nó không bị dì Lan đánh là ngày đó chắc trời quang mây tạnh dữ lắm. Dì Lan không được đẹp người, mặt ngắn miệng nhọn, mắt lương mày xết. Được cái dì hung dữ nhất nhị cái xóm, ai nghe tới dì cũng phải lắc đầu. Hồi cha con Thủy còn sống, nó được cưng như trứng, có phải làm lụng chi đâu. Nghe nói hồi xưa cha nói với chồng của dì Lan là bạn thân. Trong một lần hai người đi làm ruộng dìa thì gặp một con chó điên. Nó đang chạy lên tân, thấy hai người thì nhảy vô cắn cạn. Chồng dì Lan bị cắn trúng trước, sợ nó cắn luôn bạn mình nên Dượng mới liều mình đè giật con chó xuống cho cha nó đập. Xử được con chó quái ác thì mình mãi Dượng cũng bị nó cắn te tua. Lúc đó đâu biết làm sao, nhà nghèo lắm, có tiền đâu mà đi trị, đành lau rửa vết thương, đắp thuốc cho mau lạnh. Vết thương nhanh chóng hồi phục, chỉ còn vài vết cắn sâu là bị đau nhức mà thôi. Bữa đó ngồi lại với nhau, chồng dì Lan mới thủ thỉ với cha con Thủy. Tao nói mày nghe nè, mai mốt mà lỡ tao có chết đó, mày làm ơn đừng có bỏ vợ con tao bơ chứ. Con tao nó mới 3 tuổi, tội mẹ con nó lắm mẹ. Mày khùng hả mày? Tự nhiên nói ba cái chuyện tào lao gì đâu không vậy? Mày mốt còn ăn nói kiểu đó, mày coi chừng tao đó. Cha nó dứ cái nắm đấm về phía chồng dì Lan. Dượng cười hiền queo. 3 ngày sau Dượng lên cơn dại, cứ thấy nước là ngợp thở hơi lên. Cái đau đớn nó dằn vặt Dượng 2 ngày thì Dượng chết, bỏ lại dì Lan với đứa nhỏ ngây thơ. Đứng trước bàn thờ của Dượng, cha nó run run đốt cây nhang mặt hấn. Mày yên tâm đi đi, tao hứa với mày, từ giờ về sau vợ chồng tao sẽ bảo bọc vợ con của mày đàng hoàng. Mày ra đi thanh thản nghe mày. Năm đó con Thủy cũng được 3 tuổi, cha nó vì lòng biết ơn mà tận tình giúp đỡ mẹ con dì Lan. Có cái gì ngon cũng chia sẻ, có việc gì làm ra tiền cũng rủ dì Lan làm. Mới đầu dì Lan cảm động lắm, nhưng dần dần dì đâm ra ỷ lại. Kẹt tiền là dì qua hỏi mượn cha má nó, được thì không có gì, nhưng bữa nào bên nhà này cũng kẹt thì dì nói khó. Thiệt tình á, tôi cũng không có muốn đi vay mượn mà sống kiểu này đâu. Chẳng qua là ông chồng tôi ổng vô phước, ổng hy sinh vì bạn bè mà bỏ lỡ vợ con bơ vơ như vậy. Ổng mà còn sống á thì mẹ con tôi đâu có gặp cái cảnh này chứ. Cha má con Thủy nhìn nhau mà thở dài, bấm bụng đi vay mượn hàng xóm ít tiền để đưa cho dì Lan. Có bữa má nó ấm ức quá mới nói với cha nó: "Mình nè, em thấy bà Lan bà quá đáng quá đi à. Biết là chồng bà vì cứu mình mà bị như vậy, nhưng mà đâu phải tự tay mình giết chồng bà đâu. Bà cứ dịnh vô cái lý do đó mà mần khó vợ chồng mình hoài. Thiệt em tức mình quá." "Thôi kệ chị đi mình, chắc tại chị mất chồng rồi đâm ra trái tánh trái nết. Xưa nay chị được chồng bao bọc quen rồi, bây giờ bị hụt chân như vậy, hỏi sao có thể trụ vững được. Tôi đã thề là vợ chồng mình sẽ lo cho chị rồi. Bởi vì mình ráng lên, tôi với mình làm gấp đôi hồi xưa để lo cho hai cái nhà luôn. Mình cứ nghĩ đi, nếu mà bữa đó tôi không được anh cứu, chắc chị giờ này còn ở đây mà nói chuyện với nhau được. Mình cứ nghĩ như vậy cho nó nhẹ lòng. Mình mệt thì để tôi mệt, khỏe khỏe thì hãy ra phụ tôi, ráng nghe mình."
Thời gian cứ vậy mà trôi qua mấy năm, thấm thoát mà hai đứa nhỏ đã lên 10. Hàng xóm ai cũng tấm tắc khen cha má con Thủy sống biết trước biết sau, biết ơn bạn mà bao bọc cả gia đình của vợ con nó. Dì Lan cũng có làm ăn, chăn nuôi các thứ, nhưng vốn liếng hay tiền đầu tư chăm sóc đều một tay cha má con Thủy bỏ ra. Ai thấy cảnh nó cũng lắc đầu, cứ như thiếu nợ từ kiếp trước vậy. Năm con Thủy 12 tuổi thì biến cố xảy ra. Cha má nó trong một lần đi bán hàng bông thì gặp tai nạn. Thằng ớt ơ nào say rượu chạy xuồng ẩu đâm trúng xuồng của hai vợ chồng. Cha con Thủy bị tông trực diện văng xuống nước, xuồng lật úp. Má con Thủy bơi lội dở gặp cái sông nước sâu nên vùng vẫy một hồi thì cũng chìm luôn. Thằng say rượu cũng chung số phận. Từ bữa đó con Thủy bơ vơ, nó ở nhà của cha má nó, nhưng ăn uống thì qua bên dì Lan lo. Đó là bà nói với người ta thôi, chứ thật ra bà bắt con nhỏ qua làm lụng để kiếm miếng ăn thì đúng hơn. Bằng công chuyện mà sai hay là bị cái gì đổ bể là xác định ăn như đòn. Cũng như bữa nay, chắc nước xong nồi cơm, nó ngồi canh lửa than thì dì Lan kêu nó đi tắm mấy con heo. Lây quay một hồi mới sực nhớ tới nồi cơm, chạy vô thì nghe mùi khét lẹt, dở nắp son ra thấy màu đen trổ lên cả trên mặt. Dì Lan nghe mùi cơm khét, bà chạy vô nhìn thấy cảnh đó thì chụp cây roi dắt trên vách mà quất tới tấp vô lưng con nhỏ. Nó chỉ biết đưa tay lên ôm lấy đầu, vừa khóc vừa năn nỉ dì Lan đừng đánh nó nữa. Đánh đã đời, cây roi tre cũng dập hết. Bà quăng cây roi qua một bên bỏ đi, để mặc con Thủy với cái thân y ẩm ngồi đó mà khóc sướt mướt. Nó bỏ ra ngoài hè ngồi khóc cho đã. Nó nhớ má, nhớ cha vô cùng. Phải chi còn cha má thì tốt biết mấy, người ta đâu có đối xử với nó như vậy. Đâu có nội ngoại chi đâu mà bám víu, chỉ có má dì Lan lâu lâu về thăm. Bà thương nó lắm, nó cũng kêu bà là bà ngoại giống như con Mi. Mấy ngày bà về thì nó không có bị dì Lan đánh, con Mi cũng được dịp gần gũi chơi chung với nó. Từ ngày cha má nó chết đi, nó cũng thôi học. Con Mi thì vẫn được tới trường lớp bình thường, vì nó có má nó lo tiền bạc cho. Nghĩ tới cái chuyện chi, nó cũng tủi thân, nước mắt cứ rớt như mưa. Đang khóc thì có mấy đứa con trai trong xóm đi ngang qua, tụi nó chọc ghẹo. Ê, bà Thủy khóc cái tụi mày ơi. Thôi thôi đừng có chọc ghẹo, bà Thủy nhận nước là chết luôn đó mày. Nói vậy đó, rồi tụi nó cười ha hả bỏ đi. Có thằng còn khum xuống lụm mấy cục đất con mà chọi vô con Thủy. Nó gục đầu mà tránh. Nó thật sự không hiểu được tại sao ai cũng có thể ức hiếp nó, trong khi nó đâu có làm gì ai. Nó vô tội mà. Trong cái đám lôi nhôi đó, có một thằng lên tiếng hỏi. Ê tí, người ta hay nói bà Thủy nhận nước người ta là có không mày? Sao mà không? Ông cố tao kể á, ai mà đắc tội với bà Thủy là chết chắc luôn rồi mày. Giờ ông tin phải không? Đi xuống ghe của ông cố tao đi, ông kể cho mà nghe. Tao năn nỉ một hồi là ông kể à. Cả đám bốn đứa mới đầu tính đi kiếm cái mương nước cạn để xúc cá ly thia, nhưng nghe lời đề nghị của thằng Tí thì mau mau đổi ý, đi một hơi lại cái ghe của ông Bảy Thuốc Gò, chính là ông cố của thằng Tí. Ông năm nay đã gần 90 rồi mà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Ông có cái ghe nhỏ chuyên để bán thuốc gò. Ông đậu dưới bến, ai tới mua thì ông bán. Lâu lâu khỏe thì chạy máy đi bán lòng vòng cho vui. Tụi nó đi tới thì thấy ông Bãi đang ngồi uống trà, miệng đang bập bẹ điếu thuốc, nhìn ra xa xăm. Cái lưng còng trạp của ông ngồi ở mũi ghe làm cho cảnh vật bên dưới sông thêm điều hiu, hoài niệm. Cả đám nhanh miệng thưa. Dạ, con thưa ông cố. Ông ngồi tỉnh bơ hả? Tụi nó mới nhớ sực ra là ông hơi lãng tay, nên đồng loạt la lớn lên. Dạ, con thưa ông cố. Ông hơi giật mình nhìn lên, thấy cái đám giặc trời, ông cười cười nói. Tao có làm gì đâu mà tụi bay đòi thưa tao vậy.
Cả đám cười trừ. Tụi nó ngồi lết xuống cái sàn lẳng, ngó xuống chỗ ông Bảy. Trời trưa nắng cháy da, mà cái chỗ đầu ghe của ông Bảy mát rượi rượi, bởi nó được che phủ bằng cái tán cây ô môi rậm rì. Ông Bảy nhìn một lượt tụi nó mà hỏi: "Rồi bữa nay tự dưng tập trung ra đây mần chi?" Thằng Tí gãi gãi đầu, cười nịnh bợ: "Ông cố kể cho tụi con nghe chuyện bà Thảy đi ông cố. Cái tụi này nó không tin con nói, nó đòi nghe ông cố kể á." "Tao mà kể là tụi bay hết dám tâm sòng răng chịu à nghe." Rồi ông ngồi nhớ lại một chút, gật gật đầu. Ông buông giọng điều điều: "Theo mà ông biết đó, thì bà Thủy là một vị nữ thần của sông nước, được cho là người tạo ra những mạch nước ngọt lành cho người dân. Ở nhiều chỗ người ta thường lập miếu thờ bà Thủy ở mấy cái ao nước ngọt dùng cho sinh hoạt chung đó. Nguồn nước là thứ rất quan trọng với đời sống con người, vậy nên người ta tôn kính bà là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cũng có nhiều nơi người ta cho rằng bà Thủy là vị nữ thần ngự ở sông. Con sông có thể lớn hay nhỏ, nhưng mà những cái chỗ nào hay xảy ra tai nạn chết người thì người ta nói về chỗ đó là có bà Thủy ngự. Mấy nơi khác người ta kêu là Hà Bá đó, nhưng mà cũng có nơi họ kêu là bà Thủy. Họ nói một khi bà Thủy đã muốn lấy đồ vật gì thì đố ai mà dám lặn xuống lấy lại. Nhất là mấy chiếc ghe tàu lớn bà lấy để làm nhà ở đó. Dù có trải qua bao nhiêu năm thì vẫn vậy, không ai trục vớt được. Có nhiều người còn khẳng định là khi lặn xuống trục vớt đồ, rõ ràng họ thấy đèn đuốc đốt sáng rực ở dưới lòng sông. Có người đàn bà dẫn đồ đó ngồi ở đó, đuổi họ lên, không cho họ vớt đồ hay là lấy xác người. Thầy nào cao tay ấn lắm mới dám lập đàn khấn bả thả người ra. Bởi dân gian ghét nhau thường hay trù rủa một câu là bà Thủy bắt mày đó. Nghe nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà thiệt ra là rất độc miệng." Nghe tới đây, thằng Hào chen vô: "Ơi, cái câu này con nghe dì Lan chửi không thể hoài luôn ông Cốt. Đi ngang lần nào cũng nghe bà chửi là thứ đồ ăn hại lì lợm, thế nào bà Thủy cũng bắt mày à." Ông Bảy thở dài mà trách: "Ôi, cái con làng đó nó độc mồm độc miệng quá trời đất. Con nít nó có biết gì đâu mà trù rủa nó. Như cái bà kia ha, bà cũng chửi con bà y chang vậy đó. Nhà thì ở gần sông gần nước, ngày nào bà cũng tréo bà Thủy mà trù con bà hết. Rồi cái bữa đó đứa nhỏ đi tắm sông bị chết đuối, xác chìm ngay đó đó mà mò không có được. Người ta kêu thầy về lập đàn xin xác đứa nhỏ lại. Đàn cúng khấn thì có một bà đứng gần đó tự dưng cười lên. Bà nói: ngày nào mày cũng kêu tao bắt con mày, bây giờ tao rảnh tao bắt nè, mày khóc lóc cái gì?" Vậy đó, rồi cái bà đó ngã ngang sụi lơ luôn. Lúc này người ta mới biết là bị bà Thủy nhập vô. Ai cũng sợ. Bà mẹ lúc này mới biết mình sai, quỳ sập xuống dưới cái bàn lễ mà dập đầu lại lục. Ôi, ông thầy phải cúng 3 ngày 3 đêm, năn nỉ hết lời thì cái xác mới nổi lên. Cổ tay thằng nhỏ ta nói nó tím bầm, một cái dấu như là bàn tay nắm chặt vậy." Mấy thằng này nghe xong thì óc nổi dựng ngược lên, lắc đầu le lưỡi. Nhìn xuống mặt sông đang êm êm chảy mà tụi nó tự nhiên thấy sợ. Giờ mà có ai cho tiền cũng không dám thọt dò xuống nữa, chứ ở đó mà lặn lội cái gì. Thằng Út gãi đầu thắc mắc: "Mà ông cố ơi, sao thần mà không giúp người
mà lại bắt người không vậy? Ông Bãi cười khà khà, tay dấn thêm điếu thuốc nữa. Có giúp dân nhiều lắm đó chứ. Hồi xưa, cái thời mà tàu giặc còn chở hàng chai ầm ầm ngoài sông cái, dân mình ra miếu thờ bà Thủy khấn vái dữ lắm, xin bà phù hộ đánh cho chìm tàu. Rồi thiệt nghe, cái tàu bự bà binh vậy đó mà ăn có một trái ngư lôi là nó chìm cái ầm. Rồi từ đó về sau, tàu chạy ngang không bị đánh trái cũng chìm. Giết rồi tụi nó đâu có dám chạy ngang đoạn sông đó nữa, toàn là kiếm đường khác mà đi. Cái sông nói lớn chứ cũng đâu có lớn dữ lắm đâu, mà chỉ có một đoạn sông nuốt hết mấy chiếc tàu sắt rồi. Ở bên tụi nó cho tàu vô trục vớt mà cũng không có được, nào là chết máy, rồi là tai nạn đủ đường hết. Rồi bỏ luôn, dân mình cũng không dám lặn mò. Thành thử cho tới bây giờ xác tàu giặc vẫn còn nằm dưới lòng sông đó, chứ đâu có đi được. Còn mấy người bị chìm ghe xuống hay là tắm sông chết mà nói bà Thủy bắt được, đa số là do họ tận mạng thôi. Thần thánh họ cũng đâu có cãi được luật trời mà bắt người vô cớ chứ. Cả bốn đứa gật gù một hồi thì thưa ông Bãi đi về. Đi ngang qua nhà dì Lan thì không thấy con Thủy ngồi đó khóc nữa. Thằng An nói tỉnh bơ: Ủa, bà Thủy nghỉ khóc, chắc bà xuống sông đánh tàu rồi đó. Tụi nó cười lên ha hả, nghênh cái mặt chạy về nhà. Về phần con Thủy, sau một hồi khóc và suy nghĩ, nó đứng lên lặng lẽ đi về nhà. Nó nhất quyết với lòng rồi, cha má nó vì chữ tín mà bán mạng, tới đời nó thì không nợ nần chi nữa. Từ nay nó sẽ sống một mình, cho dù có chết đói cũng không để ai ức hiếp thêm một lần nào nữa. Chiều đó chờ hoài không thấy con Thủy qua cơm nước, dì Lan chống nạnh te te đi qua nhà nó mà réo: Cái con kia, giờ này mà mày không qua nấu cơm dọn dẹp, tính chờ tao nấu sẵn bưng qua cúng mày hay gì? Hay là đợi tao nấu sẵn rồi á thỉnh mày qua ăn hả? Con Thủy trong nhà bước ra, nhìn dì Lan, giọng hơi rụt rè, nhưng nó quả quyết nói: Mấy mốt con qua nhà dì ăn cơm nữa đâu, con ở nhà con tự mần tự ăn. Dữ ác không, chàng ơi thấy ghê quá à. Tự mần tự ăn hả? Mẹ mày, bữa nay bà đặt chống tao nữa hả? Được rồi, tao cho mày chống, đói trục xương ra đó cũng đừng có lết xác qua nhà tao nghe chưa. Tao lấy chỗ chà tao đập trên đầu đập xuống thì đừng có trách. Thứ ôm con chưa ráo máu đầu mà đã mất dạy rồi, trước sau gì bà Thủy cũng bắt mày hả? Chỗ xả một hơi, bà ta mới trề cái môi dài rồi quay về. Con Thủy giận trung người, buông ánh mắt lạnh băng nhìn theo cái bóng ngoe ngoải của bà ta quất giận sau cái hàng rào bông bụp. Nó khấn thầm trong miệng: Cha má, cha má thương con thì tha lỗi cho con nha. Chữ tính này cha má để lại, nó nặng quá con gánh không nổi. Nó khóc thút thít xong, lấy tay quẹt nhanh hai hàng nước mắt, ngước lên trời cho nước mắt không trào ra nữa. Bặm môi, nó đứng dậy đi ra sau giường, bươi móc mấy cái dòng khoai lang cũng được một chỗ đầy. Mấy củ khoai chút ép à, bự nhất cũng chỉ bằng ngón chân cái, nhưng mà nó vui lắm, dẫu sao thì cũng có cái ăn. No cũng được, đói cũng được, miễn đừng ngày nào cũng bị người ta chửi cha mắng mẹ hay đánh đập mình là được. Chiều bữa đó, con My lén dì Lan chạy qua nhét cho nó nắm cơm. Nó trả lại, nhìn nhỏ bạn thân mà cười: Tao á, móc khoai vô luộc ăn rồi, mày ăn đi, không thì cầm dì bến, chứ dì Lan mà biết á, bà đập tao chết. Con My sụt sịt: Mày giận tao hả? Tự nhiên không qua bển nữa. Má tao bà khó quá à. Hồi trưa bà trỏ mặt tao, cấm tao tới lui với mày, giờ làm sao đi mày? Mày khùng quá à, tự nhiên đi giận mày chi tao? Má mày đánh đập chủ xã tao dữ quá, tao chịu không có nổi.
công chuyện tao cũng biết làm mà, không chết đối được đâu mà mày lo. Chợt có tiếng réo hằng học của dì Lan. Con My đâu rồi? Về tắm rửa cơm nước gì đi, thứ con gái hở ra là chạy đi mất tiêu. Con My chỉ kịp nhìn bạn mình một cái rồi mau mau chạy lẹ về nhà, sợ má nó mà biết nó qua đây là lớn chuyện thêm nữa. Con Thủy bên này cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Đêm đó nó chiêm bao, thấy má nó về, ngồi vuốt tóc nó mà khóc. Tai má nó lạnh ngắt, ướt nhẹp. Bà cố chùi tay vô áo để con mình không dính nước, nhưng cũng vô ích. Cả người bà ướt mềm, nước nhỏ tông tổng. Bà thì thầm vô tai con gái. Con gái của má, con ngoan lắm. Cha má không trách gì con đâu. Nhưng mà con phải hết sức cẩn trọng biết không? Thân con gái một mình nguy hiểm lắm. Cha má không phải lúc nào cũng ở bên cạnh con được. Phải cứng rắn lên. Cha má thương con lắm. Nó giật mình, mặt mũi nhòe nhoẹt nước. Không biết là nước mắt của nó hay nước từ tai của má nó nữa. Sáng bữa sau, con Thủy ra mé sông ngồi câu cá. Nó sát cá dữ lắm, câu một chút mà cá quá trời. Tụi thằng Tí đi ngang qua thấy thì móc đất chọi xuống chỗ nó ngồi câu. Tức mình, nó đứng lên chống nạnh trỏ tay mà chửi. Bà mẹ tụi mày, cái quân mất dạy, ăn ở không rồi đi phá người ta hả? Tao lợi nhà từng đứa mắng vốn á, cho ăn cây chết mẹ hết á, tin không? Tụi con trai giật mình, lần đầu tiên thấy con Thủy nó phản ứng mạnh như vậy. Thằng Hào cong cái mỏ lên tính chửi nhau thì thằng Tí nắm tay nó kéo xuống. Bốn đứa chụm đầu nói chi đó rồi cười hí hí kéo nhau đi. Một chập sau, con Thủy thấy cá đã nhiều, nó xách cái thùng đứng lên đi dài sớm, hỏi ai có muốn ăn cá không, nó xin đổi gạo. Đi ngang qua chỗ cái bờ đất nhà ông Chính thì có mấy đứa nhảy ra nắm lấy đầu nó dò ngoái liên hồi. Bị bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì tụi kia đã chạy mất. Thì ra là tụi thằng Tí. Đầu nó ê ẩm, nó rờ lên thì muốn khóc. Tóc nó bình thường đã xoăn nhẹ, tụi nó còn dò cho rối lên rồi thải cả mớ ké đầu ngựa vô trong đó nữa. Bây giờ nó quấn một cục rối nụi, có thánh cũng gỡ hổng ra. Con Thủy ngồi đờ ra cả 5 phút đồng hồ. Nó ngồi dậy lượm lại mấy con cá rồi đứng lên đi luôn vô nhà ông Chính. Bà Chính đang ngồi ăn trầu nhìn mông lung, chợt thấy cái người tóc tai bù xù đi thẳng vô nhà. Bà hết hồn liệu bậy liệu bạ hết mấy câu. Tới khi định thần lại, bà mới hỏi: trời đất mẹ ơi, con thấy hả? Đầu cổ sao dữ vậy nè con? Con Thủy mắt đỏ ngầu thuật lại cho bà Chính nghe câu chuyện hôm qua tới nay. Bà Chính tức mình dỗ đùi cái chắc: bà mẹ nó cái đám mất dạy mà, để đồ đi, chút nữa tao qua tao mắng vốn chà má tụi nó. Rồi cái đầu tóc còn nhỏ như vậy gỡ đường nào đây trời? Con Thủy lạnh lùng nói: bà Chính lấy cây kéo cắt ngang giùm con luôn đi. Nó rối tới đâu cắt tới đó, tóc mà cắt rồi nó cũng dài lại thôi. Có còn cách nào khác đâu. Bà Chính đành vô buồn, lấy cây kéo ra mà cắt tóc cho con Thủy. Bà vừa cắt vừa khóc, bà tức lắm. Đã phận mồ côi mà ai cũng xúm vô ăn hiếp con nhỏ cho được. Cái mái tóc dài chấm lưng quần giờ cắt lên ngang vai. Bà cắt xong còn phải lấy lược gỡ thêm một chập nữa thì mới suôn nổi. Con Thủy cười hì hì cảm ơn bà. Bà nhìn nó mà không cam lòng: thôi đưa cá đây, Chính đổi gạo cho. Ồ chà, cá ngon quá ha. Mà bây ở một mình vậy bà Chính không an tâm. Qua đây ở với ông bà đi con. Dạ thôi bà Chính, con sống mình ơn được, bà Chính yên tâm đi. Biết không nói được cái con nhỏ cứng đầu này nên bà Chính ra sau bếp xúc mấy lon gạo cho nó, múc thêm cho nó ít đồ ăn. Nhìn cái bóng lưng con nhỏ hồn nhiên quay đi, bà xót xa trong dạ.
con người ta tuổi này, cha má lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Còn con gì mà mới bé lớn, lăn lóc giữa đời bơ vơ, thế mắt đứt ruột gan. Chiều đó, tụi thằng Tí bị cha má nó đập cho một trận no đòn, cái tội chơi mất dạy. Con gái người ta phải cắt cục lủng cái mái tóc đi, chứ vì cái tội chơi ngu của tụi nó mà thôi. Bà Chính xách theo mớ tóc của con Thủy tới từng nhà đang mắng giống. Bà tức lắm, vừa chửi vừa quẹt nước mắt li lịa. Tụi thằng Tí cai con Thủy lắm, cứ canh tối trời là núp ngoài hàng trào bông bụp, chọi đất lên nóc nhà nó. Không bữa nào mà nó được ngủ yên. Tức mình, nó mài mò làm cái nạn thun, bắn ạch đuổi mấy ngày trời. Cho tới một đêm nọ, bốn thằng nó đang chụm đầu núp ló ở ngoài đường. Nãy giờ tụi nó mỗi thằng chọi được 2-3 cục rồi. Đang hí hửng thì nghe một cái bụp. Thằng Tí ôm mắt trúng lên một tiếng vang động. Bụp bụp thêm mấy cái nữa thì chỉ trúng xung quanh chỗ tụi nó đứng thôi. Tụi nó mới lồm cồm chạy đi thì đụng phải chú Năm Nê từ trong nhà đi ra. Chú nghe ai la lớn quá, sợ trộm cướp gì đó. Một tay chú xách đèn, một tay chú cầm cái cây đố vuông cỡ 6 tấc. Chú nói: "Cái gì mà sầm vậy mày? Tụi mày con ai mà giờ này ở đây la hét vậy?" Dạ, con là Tí, con Ba Hoàng Bất Năm ơi. Tụi con đang đứng ngoài đường chỗ nhà con Thủy á, thì bị nó chọi đất. Ai nói mày tao chọi? Là tao bắn nạn thun đó. Chứ chừa cái đợt đêm nào á, cũng núp ngoài hàng rào chọi đất lên nóc nhà tao. Trời tối tao nhắm hướng tao bắn đại. Chứ mà sáng trăng á, là tụi bay chết bại với tao hết rồi. Tụi nó cứng họng, đứng im re. Chú Năm rọi đèn vô mặt thằng Tí thì mới thấy cái chân mại của nó bây giờ đang phù lên như cái bánh càm. Nó hổng lủng thịt, cho nên máu bầm bắt đầu động lại ngày càng bự. Chú Năm lắc đầu rầy: "Con Thủy mốt đừng chơi vậy nữa nghe con. Xui mà trúng mắt nó là không có tiền đền đó. Còn tụi bay nữa, mới bầy lớn mà bắt đầu đi phá làng phá xóm rồi. Bị như vậy cũng vừa lắm mà. Thôi đi về hết đi. Con Thủy vô nhà gài cửa đàng hoàng lại đi con." Tụi nó đồng thanh dạ lên một tiếng. Con Thủy hậm hực dứ dứ cái nạn thun về hướng tụi kia nữa. Chú Năm nhịn lắm để không cười, nhưng chợt sống mũi cay cay. Thương con nhỏ cứng đầu quá trời quá đất. Tụi thằng Tí vậy chứ cũng không bỏ được tật. Lúc nào cũng tới lui, canh con Thủy sơ hở đi phá. Ngặt nổi con nhỏ luyện cái môn bắn nạn thun tài tình lắm. Thằng nào cũng ớn ra mặt, chỉ dám len lén chơi xấu sau lưng thôi. Con Thủy sáng sáng là đi câu cá đem đi đổi gạo. Cha má nó có được 3 công đất. Nó xin hột giống về, tằng mằng trồng trọt đủ thứ rau trái. Lớp để ăn, lớp để bán, lớp để đổi gạo. Con nhỏ thiệt mát tay. Hay là ông bà cha mẹ độ không biết nữa. Cái gì nó trồng cũng tốt cũng ngon. Mấy người trong xóm thích lắm, cứ nhắc nó suốt hả. Năm nó 15, dư được chút ít. Nó bạo gan làm trào nuôi gà nuôi vịt. Mấy con thôi, nhưng mà nó vui lắm. Có đồng ra đồng vô, mua sắm 3 cái đồ con gái. Thiệt tình cái con nhỏ giỏi giắng, cái gì cũng biết mừng. Hàng xóm ai cũng khen. Có mỗi dì Lan là liếc hái chửi rủa lèm bèm suốt. Bữa đó là một sáng của tháng chạp. Nó đang đi luồn luồn trong bờ để bẻ rau thì gặp cha nội Hải Ba Lâm. Chả có cái biệt danh mặn như vậy là tại cái máu dê trong người chả lớn lắm. Già không bỏ mà nhỏ cũng không tha. Con Thủy nghe nói thôi, chứ nó đâu có hiểu được đó là cái gì. Thấy chả nó cười chào, rồi lúi húi bẻ rau tiếp. Không biết chả đi đâu mà lủi lủi vô trong giường nhà người ta. Thấy con Thủy, máu Ba Lâm trong người nổi lên. Con nhỏ mới 15 mà trổ mã con gái rồi. Nhổ giò cao ráo, coi ngon lành hết sức. Chả nhìn quanh quất không thấy ai, rề rề lại dỗ đít con nhỏ một cái, rồi hất nó té cắm đầu xuống đám cỏ. Con Thủy hết hồn chưa kịp định thần thì chả đã nhào tới, quơ hốt loạn xạ, đè nghiến nó xuống đất. Quảng quá, con Thủy quơ vào lung tung. Mai sau vớ được khúc cây bằng cụm tay. Nó bậm môi đập vô đầu thằng chả, máu chảy ròng ròng ra. Vì suốt ngày làm công việc chân tay nên con Thủy mạnh dạn lắm.
nó đập một cái, cho co chân đạp vô giữa hai cái chân của thằng già mất nết một cái nữa. Thằng chả đau quá la lên, cho ôm quần lăn lộn. Con Thủy đứng lên chạy nhanh ra ngoài đường la làng. Hàng xóm ùa ra hỏi có chuyện chi. Ngó cái bộ tướng quần áo xộc xệch, đầu cổ rối nùi, ít nhiều người ta cũng đoán ra được sự việc. Mấy ông đàn ông theo hướng tai con Thủy đi vô thấy cha nội Hải đang lồm cồm bò dậy tính chạy trốn. Mấy ông túm lại tán cho mấy bạc tai nổ đùm đúm. Đúng là đi dê gái hổng coi ngày, xui xẻo lắm mới đụng phải con Thủy. Từ bữa đó nó ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân. Đi ra ngoài lúc nào nó cũng thủ dao với nạn thun trong mình. Tối thì nó giăng dây, treo mấy cái lon tiết lên đó để có cái đánh động khi cận. Đêm đó mấy thằng trong băng của thằng Tí rình mò tính vô chuồng gà vịt của con Thủy, bắt đi nướng ăn cho bỏ ghét. Hai thằng cảnh giới, còn hai thằng thì đi luồn ra phía sau. Thằng Hào nhanh tay nên được giao nhiệm vụ bẻ cổ con gà quăng ra cho thằng An ôm chạy. Nó lò mò ngó nghiêng thì thấy cái gì trăng trắng ở cái nhánh chồng ruột đang đu đưa. Nó nheo mắt dòm cho kỹ thì thấy đó là một bóng người mặc quần áo rộng thùng thình đang ngồi dắt dẻo trên đó. Thấy nó, người đó cười lên hi hí, giương cái tay thiệt dài đưa cho nó con gà xình ương tú quắc. Tao cho nè, khỏi bắt mất công, lấy nhanh đi rồi về. Không thôi con Thủy nó hay, nó bắn nạn thun thấy ông bà ông giải tụi bay luôn à. Thằng Hào quỵ xuống đất, miệng mồm lắp bắp không nói được tiếng nào. Nó lết tới đầu, cái tay trắng nhách đưa con gà tới đó. Thằng An nãy giờ dòm ngó vòng vòng canh phòng, dòm lại thì thấy thằng bạn vừa khóc vừa lết, miệng mồm cứ ú ớ. Nó cũng dòm lên, thấy một cái bóng đen xì, đen hơn chữ đen nữa, đang bay lạ lạ tới chỗ của nó. Không còn biết là mình đang đi ăn trộm nữa, nó la làng chạy huỳnh huỵch. Thằng Hào bị tiếng la của thằng An làm cho tỉnh hồn, cũng lồm cồm mà chạy theo. Hai cái bóng đen trắng nhìn nhau cười khì khì rồi biến mất. Ngộ cái là tụi nó la làng như vậy mà không ai biết chi hết, làng sớm im re. Con Thủy trong nhà cũng không có rụt rịch gì. Nhưng bây giờ thì tụi nó đâu có còn quan tâm tới chuyện đó nữa, kéo nhau chạy bò càng bò niễn về nhà. Qua bữa sau cả sớm đồn lên là nhà con Thủy có ma. Người thì sợ, người thì mừng thầm vì con Thủy được bảo vệ. Ai cũng chắc mẩm là cha má nói chứ không có ai vô đây, cho đáng đợi cái tụi nít tranh, cái tật phá hoại không bỏ. Vài ngày sau, trong lúc hì hụi chẻ củi ngoài sân, vừa chẻ vừa lượm mấy con đuông mọt thải ra một chỗ để chút nữa cho mấy con gà, thì con Thủy nghe động. Nó nghe tiếng gừ gừ rất nhỏ. Nhìn quanh quất lòng vòng thì phát hiện một con chó màu trắng đốm nâu đang vừa khều vừa ngừ nghè mấy con đuông mọt. Tướng nó chút ép, chắc bự hơn cầm tay con Thủy một chút. Dò cẳng thì có một khúc mà, mà cứ chồm qua chồm lại dẫn hất, có lúc lại dấp chân mà té chổng gọng. Con Thủy nhìn nó mê mẩn quên luôn chẻ củi. Con chó giỡn một chập thì cảm giác bất an. Nó nhìn lên, thấy con Thủy đang lơm lơm dòm nó thì sụt lui lại mấy bước, ngóc cái mặt gãy lên nhìn thẳng vô mặt người ta mà sủa é é. Nó càng sủa càng thấy mắc cười. Con Thủy cứ mắc dòm hoài. Một chập thấy nó sủa quá, con Thủy mới nạt: "Nè, mày đâu tới đây? Vô nhà người ta mà cà chớn nữa. Không hồn thì đi chơi vòng vòng đi, lát tao cho ăn. Sủa một hồi tao quánh thấy cha mày giờ." Ngộ một cái là nó nín bặt luôn. Hình như nó hiểu tiếng người, cứ lắm lét dòm con Thủy rồi nằm sải tay sải chân ra đó một chập, ngủ khì đi. Dòm cái tướng dơ ồm này chắc là chó quan rồi. Có khi mẹ nó đẻ ngoài rừng, cứng cáp rồi bỏ cho nó tự sanh tự diệt. Nghĩ tới đó con Thủy chạnh lòng. Nó cũng y rang mình, có khác gì đâu. Khác chăng là sự tồn tại của mình có nhiều người chú ý hơn nó thôi. Vậy đó, rồi thản nhiên như không, tụi nó thành người một nhà. Hai đứa cứ quấn quýt suốt ngày. Nó được con Thủy đặt tên là Bạc Xỉu, bởi cái màu lông trắng nó nhiều hơn cái màu lông nâu.
làm cho nó nhớ tới hồi má nó còn sống. Lâu lâu có dư, má nó mua cho nó một ly bạc xỉu. Tới bây giờ nó vẫn nhớ cái mùi thơm đó. Có lần nó cũng thử đi mua uống, không ngon nữa. Chắc tại hồi xưa cái ly bạc xỉu có hơi má. Bây giờ không dám mua thêm lần nào. Để làm chi đâu, đã không ngon còn cay con mắt. Rồi thấm thoát 3 năm trôi qua, con Thủy ngày nào giờ đã là cô gái 18, sắc dốc tươi trẻ căng tràn sức sống, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Tụi con trai ngày nào còn theo chọc phá, giờ đây lại quay sang giữ nó chăm chăm, chờ cơ hội trước vậy. Con Thủy còn ghim cái vụ mái tóc của nó lắm, cho nên không ưa nổi thằng nào. Bữa đó ở quán cà phê nhà ông Ba Bị, có khá đông người ngồi đánh bài. Ông Năm Nổ thông báo một tin. Ê mấy ông, mời là tôi đi thành phố rồi nha. Ủa, đi tránh chi cha? Sắm máy cài hả? Cần tài xế lái về không? Cho tôi đi chung nha. Thôi đi ông nội, tôi Năm Nổ chứ có phải Năm Dạo đâu mà đi thành phố sắm máy cài. Tôi đi rước con em tôi về đây nè. Ừ, ai? Con sáu lựu đạn đó hả? Mèn ơi, về chơi đó ha. Năm Nổ hơi đâm chiêu. Ờ, mốt nó về kêu nó sáu lựu đạn đi, rồi cái nhà ông còn cái nóc không là thì biết à. Nó với thằng con nó về ở luôn. Nó chán cảnh thành phố xô bồ, muốn về quê cho đầu óc thanh thản đâu mà. Tôi cũng chưa đi lên Trảnh lần nào hết. Mèn ơi, nó hồi hộp quá mấy ông. Tới về rồi á, tôi tả lại cái cảnh ở Trảnh cho mà nghe ha. Một tuần trời trôi qua, vẫn là cái chỗ quen thuộc ở quán ông Ba Bị, vẫn là ông Năm Nổ với cái giọng oan oan huyền thoại. Nhưng bữa nay ông mặc cái áo sơ mi bông hoa đu nở, xanh đỏ lè lẹt, mặt đeo cái mắt kiến thầy bối tròn ủm à, đầu đội cái nón bánh tiêu, miệng ngậm cái điếu thuốc bằng ngón tay cái. Ông nào ông nấy ngồi dòm không chớp mắt, thảnh thơi nhả ra làn khói, cái miệng uốn éo vài cái. Năm Nổ cất giọng. Ta nói gì, nó đi một ngày đạn, học một sàng khôn luôn đó mấy cha. Đó giờ không bước ra khỏi cái tỉnh nhà, bây giờ tự nhiên đi một hơi lên tới thành phố ha. Má ơi, nó bự quá xa luôn mấy ông nội ơi. Tôi lên Trảnh tới là trời chiều rồi. Mèn đét ơi, ta nói là đèn nó sáng như ban ngày vậy. Nhà nào nhà nấy cao hơn mấy cái cây dừa lão nữa. Ở Trảnh chắc chóng mặt chết luôn à. Thành phố nó toàn là đường lộ, xe cộ à, chứ không có sông như dưới mình. Mấy ông nội đóng xuồng lên đó chắc thất nghiệp chết luôn. Mà người ta ở đâu tra quá trời quá đất nha. Thằng Khánh nó chở tôi bằng cái xe Honda. Ta nói người ta nghẹt đen như là kiến cỏ vậy đó. Mà ngộ một cái là tới mấy cái cua quẹo là người ta sợn lợi nha. Chứ không có chạy luôn như mình đi xuồng dưới này đâu. Ông nội mẹ ơi, tôi ngồi chân mình sợ té. Dạo một vòng về là thấy mình mãi cứng ngắc, thiếu điều dập bẻ luôn vậy đó. Ông nào ông nấy cười khà khà. Chú Năm Nê hỏi Năm Nổ. Ừ rồi, ai mừng quân sư chồng mà chỉ cho mua bộ đồ này vậy? Trời ơi, trên thành phố kêu đồ này là mua đen đó. Dân chơi, dân có tiền người ta mặc vậy không á. Nói tới mua đồ ha, ta nói thằng Khánh nó chở tôi đi tới cái chỗ kia kìa. Nó không bán nhà lồng như chợ mình đâu, nó bán trong cái nhà lầu bự chán hả cha. Quần áo ta nói nó treo ngợp trời luôn. Nó kêu bằng cái gì nè, cái xốp xốp hốt hốt gì đó. Mà ông nội ơi, tôi bước vô tôi giật mình luôn. Nó mướn cái người mẫu mặc đồ đứng mận tướng này tướng kia ở trước cửa đó. Đứa nào đứa nấy da trắng bóc, tóc vàng như Mỹ vậy. Tôi dòm sơ sơ, đâu có dám dòm lâu, sợ kỵ. Mà tụi nó hay lắm, đứng có một tướng hả, mà nó đứng cả buổi không có nhúc nhích luôn. Tôi thấy vậy mới lợi hỏi nó. Mần cái này chắc cực lắm hả mày, đứng im vậy mỗi chịu gì thấu. Tụi nó im re hả mấy ông. Mà mấy người kia cứ dòm tôi cười. Ngộ hê. Cho một hồi sau đó ha, tôi chỉ cái bộ đồ này nè. Chú tiệm đi te te lợi, lột đồ cái thằng đang mặc ra.
Mẹ ơi, tụi che mắt đâu có dám dòm, kỳ cục thấy mộ. Tụi nó không biết mắc cỡ là cái gì luôn, ít ra thì cũng đi vô trong cởi đồ ra chứ. Xong rồi vậy tôi mới biết tụi ngu. Tụi nó toàn bằng mũ à, chứ đâu phải người ta thiệt đâu. Tại vì tôi thấy con chủ tiệm nó lại quay sao mận rớt cái tay thằng kia xuống. Ôi, tôi mắc cỡ ráng chịu, tới lúc con kia đưa bộ đồ ra tính tiền là về luôn. Chắc mận quá xa mặt mũi nào ở đó nữa. Ôi, cuối cùng mua được con bộ đồ mới mọc. Ông nào ông nấy cười rần rần lên. Không có cái cảnh nào bằng cảnh nhà quê lên phố, cái gì cũng lạ. Ông Năm Nổ đằng này nói chuyện ba láp sùm, thì đằng kia cô Sáu Lụ, em của ông, đang đi dài sớm chào hỏi. Số là câu cơ duyên lấy chồng thành phố mấy chục năm nay. Chồng cô chết hồi Khánh 16 tuổi. Ông bị tai nạn lao động khi đi khảo sát công trình. Năm nay Khánh đã 20. Đùng một cái cô Sáu biết mình bị bệnh nan y. Vì nhà cũng khá giả, cô quyết định về quê xây cất cho con trai một cái chỗ nơi kinh doanh ổn thỏa, kiếm vợ cho nó ổn định, sau này cô có chết cũng yên bụng. Khánh giống xưa nay là đứa con ngoan, cái gì cũng nghe theo mẹ. Cô Sáu đòi về quê, Khánh cũng bỏ ngang công việc nhiếp ảnh trên thành phố mà về theo. Khánh biết mình không có nhiều thời gian bên mẹ nữa, cho nên dù cô muốn cái gì Khánh cũng chịu. Hàng xóm ai cũng vui vẻ đón chào hai mẹ con cô Sáu. Người nhà quê họ hiếu khách nhiệt tình. Huống hồ chi đây là một người con xa xứ trở về quê hương. Cô Sáu đang ngồi nói chuyện với ông bà chính trong nhà, Khánh xin phép đi dạo một vòng cho biết đường xá. Đang rảo bước thì anh đứng khựng lại, vì bắt gặp hình ảnh cô gái đang ngồi câu cá dưới bến sông, cạnh cây cà na mọc chồm ra mé nước. Kế bên là con chó mập uống lông trắng đốm nâu đang nằm lật ngửa, le lưỡi thở khì khì. Khánh nhìn mãi mà quên cả việc mình đang đứng dưới cái nắng vàng. Con bạc xỉu đang ngủ thì cảm giác bất an. Nó lăn người ngồi dậy, nhìn về phía Khánh mà sủa lên. Thủy cũng hơi giật mình, nhìn thấy có người con trai đang nhìn mình trân trối thì hất mặt hỏi: "Anh kia, mận gì giờ người ta dữ à? Bộ tính mua cá hả?" Dạ, tại tôi thấy cảnh quê đẹp quá nên tôi nhìn. Làm phiền cô rồi. Ủa mà cô bán cá hả? Nhiều không bán cho tôi đi, tôi mua cho mẹ tôi ăn. Mẹ tôi thích ăn cá lắm á. Nói xong Khánh đi nhanh xuống mé. Con bạc xỉu gầm gừ nhe răng đe dọa. Thủy nạt: "Nè bạc xỉu, im cho người ta mua cá. Mày dữ quá bán không được á, bữa nay ráng nhịn đói nha." Nó cụp lỗ tai lại, dụi đầu vô chân Thủy, rồi nằm xuống liếc hái Khánh. Thủy lật cái xô cho Khánh coi, trong đó có mấy con cá bóng, cá chốt, có cả cá nâu nữa. Tụi nó đang nhảy lạch bạch vì có người làm động. Thủy chỉ vô mấy con cá mà nói: "Ngó bộ anh không phải dân xóm này, mà là dân xứ khác tới phải không? Tôi tên Thủy, anh tên gì?" Thấy Thủy mạnh dạn, không giống như những cô gái quê rụt rè, Khánh khá là ấn tượng với cô gái này. Anh nói: "Tôi tên Khánh, cháu của cậu Năm nhà đằng kia kìa. Hai mẹ con về đây định cất nhà ở luôn á. Mai mốt tôi được làm hàng xóm với cô Thủy rồi nha." "Vậy hả? Mẹ ơi im rồi ha. Mà anh Khánh có mua cá không? Tôi để rẻ cho. Cá bóng này kho tiêu á, cho thiệt cay, ăn bá cháy luôn á. Cá chốt thì kho xả ớt, ông tôi nấu canh chua. Còn cá nâu này á thì đem kho trái giác, ăn túng cơm dữ lắm ta." Nghe Thủy nói mà bụng tôi nó kêu lên luôn rồi nè. Tôi mua hết. Mà nhà Thủy đâu vậy? Chỉ tôi đi, chiều tôi lại tôi trả cho Thủy cái xô. "Nhà tôi hả? Cách đây ba cái nhà. Anh cứ đi về hướng đó đó, thấy cái hàng rào bông bụp chỗ mấy đường, có cái hàng bạch đàn dẫn vô nhà cao cẳng á, là nhà tôi đó. Sớm này có mình nhà tôi ngộ nhất à." Thủy nói xong thì cười tươi rối, xách cái cần câu đi về. Con bạc xỉu còn ráng hửi hửi chân Khánh mấy cái, rồi lúc lắc cái thân tròn lẳn mà chạy theo. Nhìn nó có khác nào cây chuối biết đi không chứ. Khánh ngẩn người dòm theo cho tới lúc cái bóng của Thủy khuất hẳn đi. Anh mỉm cười xách cái xô cá vô khoe với mẹ. Bà chính cười cười nói:
Cái con nhỏ đó nó giỏi thì thôi luôn á. Một thân một mình sống từ năm 12 tuổi tới giờ đó bây. Tánh tình cứng đầu cứng cổ, mà lễ phép dữ lắm mà, biết trên biết dưới. Sau này ai mà lấy được nó thì có phước lắm chứ không có giỡn đâu nha. Chiều đó Khánh xách cái xô qua trả cho Thủy. Đúng lúc My cũng có mặt ở đó. Vừa nhìn thấy Khánh, My đã đỏ ửng mặt lên vì mắc cỡ. Lần đầu tiên My thấy một con người đẹp trai ăn mặc thời trang như vậy. Bữa nay cũng như mọi khi, My lén dì Lan qua chơi với Thủy một chút. Xưa nay dì Lan vốn không ưa Thủy, thêm cái chuyện có con bạc xỉu vậy làm cho dì càng ghét thêm. Từ ngày chồng dì bị chó điên cắn chết, dì đâm ra ghét chó luôn tới giờ. Dì mà biết My lén qua đây, thế nào cũng cho ăn đòn no nê. Tôi qua trả cho Thủy cái xô, cảm ơn Thủy nhiều nha. Trái tim của My như tan chảy bởi cách nói chuyện của Khánh. Tim cô đập loạn, ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vô mặt Khánh. Thấy cô gái lạ cứ nhìn mình như vậy, Khánh hơi bối rối. Thủy huýt tay cho My giật mình, rồi cười cười mà giới thiệu. Đây là My bạn thân của tôi á. Còn đây là anh Khánh, cháu kêu chú Năm Nổ bằng cậu á. Hai người nói chuyện làm quen với nhau đi. My bẽn lẽn chưa kịp nói gì thì Khánh đã gạt ngang. Xin lỗi hai người nha, tại tôi đang có việc, cho nên là hẹn lúc khác ha. À mà Thủy dẫn tôi đi lòng vòng, bẻ trái giác về kho cá nâu nha. Mấy con cá nâu mẹ tôi còn trọng dưới mương chưa có làm. Thủy cười cười gật đầu đồng ý, quay qua rủ luôn My. Ê, mời đi qua chơi nha mày, ba người đi vui hơn hai người chứ. Mời má không có nhà thì tao qua. Y như lời hẹn, sáng bữa sau Khánh lò dò qua nhà Thủy. Hai người ra vườn lùng kiếm mấy trái giác để hái trái mà không có. Thủy suy nghĩ một chút rồi kéo Khánh xuống mấy lá. Ở dưới đó có cây bần ổi trái nhiều lắm. Thủy cười cười nói với Khánh. Nè, trái bần này á, mà kho cá ăn cô không có thua gì trái giác đâu. Anh bẻ về cho cô Sáu kho cá ăn đi, ăn cho mấy mốt bị ghiền luôn á. Ở trên, tụi thằng Tí đi uống cà phê về, thấy cảnh Thủy với Khánh đang ở dưới mé bẻ bần tịnh tướng thì tức lắm. Tụi nó chung sớm bao nhiêu năm nay mà không lại gần được Thủy, trong khi cái thằng này ở thành phố mới về đã ra chiều thân thiết với nhau như vậy rồi. Tụi nó đưa ánh mắt gian tà nhìn nhau rồi kéo đi chỗ khác bàn công chuyện. Thằng Tí lên tiếng trước. Ê tụi bay, hai đứa nó có bộ tình cảm quá ha. Tao thấy là nên hành động đi, chứ để lâu ngày con bộ không có im đâu ạ. Thằng An nhíu hai hàng lông mày, giọng chắc nịch. Đập cho nó một trận đi, cấm nó tới lùi Dương Thủy. Nghĩ sao mà để nó hất tay trên dễ dàng vậy chứ. Thằng Hào tán vô đầu nó một cái rồi chửi. Mày đừng có ngu, nhà nó giàu lắm đó, con ông Năm Nổ còn làm con ăn xã đó. Rớ vô là mệt lắm, sớm này mà đụng chuyện lôi ra đó thì chỉ có mấy thằng mình thôi chứ ai đâu vô đây. Thằng Út thì chen vô. Tao thấy làm việc với con Thủy là ngon nhất, ngon đúng nghĩa luôn. Tao sẽ kiếm cớ hẹn nó xuống mấy lá, dưới đó vắng vẻ dễ hành động. Nhưng mà bây giờ thì chưa được đâu, phải kiếm cơ hội. Con đó nó đề phòng tụi mình dữ lắm. Tụi nó gật gù, suy nghĩ nát óc để mà tìm cách gài bẫy Thủy. Trong khi đó, Thủy vô tư sống với cuộc sống bình yên của mình, nào lường trước được lòng người hiểm ác nông sâu. Mỗi ngày Khánh đều tới lui nhà Thủy trò chuyện với cô, đôi khi là diễn cớ lại mua mớ rau con cá. Cô Sáu Lụ nghe hàng xóm khen Thủy hết lời thì tỏ vẻ ưng bụng lắm. Vì mua lại miếng đất chỗ ngã ba sông, cất lên một cái nhà khá lớn, định sẽ cho Khánh đứng ra kinh doanh xăng dầu. Thấy cảnh đó, dì Lan thường xuyên tới lui kết thân với cô Sáu. Tuy hai người ở chung sớm, nhưng hồi nhỏ ít qua lại với nhau. Lớn lên cô Sáu lại xa xứ, nên cũng không rõ lắm về con người thật của dì Lan. Có lần cô nghe bà Chính kể về chuyện của Thủy lúc nhỏ, cô thấy bất bình lắm. Vì vậy mặc dù dì Lan luôn cố tỏ vẻ thân thiện, vẫn không chiếm được mấy cảm tình của cô Sáu. Dì ta tức tối lắm, bữa đó mới ngoắt My lại mà nói. Nè,
Mày biết thằng Khánh còn bà Sáu Lũ phải không? Dạ con biết. Có chịu má? Mày phải tiếp cận, chiếm được tình cảm của nó bằng mọi cách đi. Trời đất ơi, cả một gia tài đó con. Mày mà về cái nhà đó thì ăn sung mặc sướng cả đời à. Ừ, anh thích con Thủy má ơi. Tối ngày anh tới luôn bên đó không hả? Mà má đâu có cho con qua đó chơi đâu. Tao là tao không cho mày chơi với cái con nghiệt chủng kia thôi. Chứ tao đâu có cấm mày chơi với thằng kia. Từ mai tao cho mày qua bển chơi. Nhưng mà với điều kiện á, phải cua dính cái thằng kia nha. Của con kia thì cũng phải giành giật cho bằng được. Thôi con không chịu đâu. Tự nhiên má kêu con giành giật kiểu đó, còn gì mặt mũi của con nữa. Chà, dữ ác hả? Muốn mặt mũi hả? Tao cho mày lấy thằng Tí cho mày có mặt mũi. Mấy nay má nó qua hỏi dọa hoài đó. Thôi thôi, con không có lấy ông Tí đâu. Lấy ổng để con ở giá còn sướng hơn nữa. Vậy thì phải làm mỗi cách để được làm vợ thằng Khánh. Giữa hai thằng đó mày phải chọn một. Trưa bữa sau, Thủy đang lui cui bới tô cơm ăn thì My chạy qua mặt hớn hở. Ê Thủy, má tao cho tao qua chơi với mày rồi nè, ghê không? Hai mắt Thủy sáng trở lên, hỏi dồn. Ủa, mày làm cách nào mà hay vậy? Nói nghe coi. Vậy là từ bữa nay á, được tới lui thoải mái rồi phải không? Ừ, tao năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn á. Con bạc xỉu đâu rồi? Tao nựng chút coi. Con bạc xỉu đang nằm trong mép cửa, nghe thấy My kêu tên mình thì mau mau đứng dậy, liếc con My một cái rồi ngoe ngoảy cái đít một hơi đi ra nhà sau. My trợn tròn mắt lên. Trời đất ơi, cái con mập này bữa nay mắt giống gì cà chớn dữ vậy? Mày làm sao mà để bạc xỉu nó không ưa mày luôn vậy hả con kia? Cùng lúc đó thì cô Sáu Lựu cũng bước vô sân. Con bạc xỉu nghe hơi người lạ thì chạy thục thịch ra, mới hất mặt tính sủa thì bị Thủy la. Nó cụp lỗ tai nằm xuống, quay mặt vô vách nhà giận hận. Cô Sáu cười tươi, vừa đi vừa gỡ cái nón lá ra quạt cho bớt mồ hôi. Người ta giữ nhà mà không cho người ta sủa. Con Thủy này kỳ cục quá trời rồi nha. Nè lại đây bà Sáu cưng, bà Sáu cho kẹo nè. Nó liếc nhìn về hướng tay cô Sáu đang đưa ra một cục kẹo, nuốt tự ái vô trong lòng. Nó bò lại ngậm lấy cục kẹo, rồi đứng lên chạy ra một hơi tọt ra nhà sau. Ngó cái tướng của nó mà cô Sáu phì cười. Cô dài qua nói với Thủy. Ờ Thủy nè, mấy nay Sáu mệt quá, ổng có nấu cơm cho thợ thầy nổi. Con có rảnh không? Lại cơm nước cho thợ thầy phụ Sáu đi. Sáu trả cho con lương bằng với thợ xây luôn. Chịu không con? Dạ. Gì mà lương bằng thợ xây dữ gì sao? Trả con đủ tiền mua gạo ăn mỗi ngày được rồi. Con nhỏ này, bần vậy sao có dư mày? Vậy là đồng ý rồi ha. Mai sáng lại sớm nghe con. Đồ nấu thì Sáu mua sẵn hết rồi, chỉ việc nấu thôi. Vậy đi. Thôi Sáu về. Ủa mà đứa này con ai đây? My nhanh nhẩu trả lời. Dạ con My, con của bà Lan nhà cái bên này cô Sáu. À con bà Lan ha. À thôi hai đứa ngồi chơi đi. Sáu về. Bạc xỉu, ra tiễn bà Sáu về nè con. Con bạc xỉu từ ngoài nhà sau chạy lên, cái đuôi ngoắt lia lịa, miệng kéo qua hai bên như cười thân mật. Cô Sáu cười thôi là cười, vuốt đầu nó rồi đi về. Ở đây con Thủy mừng trơn trong bụng. Vậy là nó lại có sở mận, có tiền bỏ ống heo nữa rồi. Chỉ có con My là hơi buồn. Nó thấy không có miếng cơ hội nào cho mình hết trơn hết trọi. Thật ra cô Sáu muốn Thủy tới nấu nướng dọn dẹp, chỉ để coi ngó thử coi con nhỏ có như lời người dân sớm nói hay không. Hơn một tháng trời quan sát, cô ưng bụng hết sức. Con nhỏ nhanh nhẹn, vui vẻ, mần ăn biết tính toán, đối xử với mọi người vô cùng lễ phép và dễ thương. Cô cứ nháy mắt với Khánh hoài, xúi Khánh tỏ tình với Thủy để bà mau mau có dâu có cháu. Từ ngày Thủy lại nhà cô Sáu làm việc, My ngày nào cũng tới lui. Khi thì phụ Thủy cái này cái kia, lúc lại diện cớ có công chuyện đi ngang qua, ghé vô chơi với Thủy chút xíu. Biết hai mẹ con cô Sáu thích Thủy, My cũng bắt chước cách ăn nói, đối xử của Thủy với mọi người.
ngay cả cách ăn mặc quần áo, My cũng làm y rang như Thủy vậy. Bữa đó Khánh ngoắt My ra ngoài bờ ao nói chuyện. Nói dù dơ một hồi, Khánh mới đặt vấn đề. My nè, có chuyện này muốn nói á. Thực ra anh thích Thủy á. Em có cách nào tìm cách cho anh tỏ tình với Thủy được không? Hay là nói vô cho tụi anh một tiếng cũng được nữa. Em là bạn thân của Thủy mà, chắc biết Thủy thích cái gì mà phải không? Em nói cho anh biết đi, anh mua làm quà cho Thủy. Từng câu từng lời của Khánh như kim châm vô tim của My. Hai lỗ tai lùng bụng hết cả lên. My biết Khánh thích Thủy, nhưng cô không ngờ Khánh lại có thể làm như vậy với cô. Cô khóc, đứng lên đi về một nước, mặc cho Khánh kêu réo ở đằng sau. Ba ngày liên tục Thủy không gặp mặt My. Không biết có chuyện gì, hay là dì Lan lại cấm My tới lui với cô nữa rồi. Trưa bữa đó, cả xóm náo động vì tiếng la thất thanh của dì Lan. Mọi người chạy tới thì thấy dì đang ôm My, lúc này đã sụi lơ. Trên tay My còn cầm chai thuốc trừ sâu, miệng cô không ngừng trào bọt. Hoảng hốt, mọi người tức tốc đưa My đi trạm xá cấp cứu. May mắn là cứu được, chị My chỉ uống một lượng nhỏ thôi. Ai nấy hoang mang, không biết vì lý do gì My lại làm như vậy. Dì Lan ngồi thẫn thờ, nhớ lại ba ngày qua mình đã chửi mắng con gái vô tội của mình ra sao. Số là My về khóc, thuật lại cho má nghe chuyện Khánh muốn tỏ tình với Thủy. Dì mới nổi máu nóng lên mà chửi: mày thiệt vô tích sự mà, cái chuyện nhỏ xíu như vậy cũng làm không xong nữa. Bây giờ nó lại đòi đi tỏ tình với cái con trời đánh kia nữa. Tao không cần biết mày làm sao mà cái thằng đó nó phải chịu mày thì thôi. Gạt nó hay là gài bẫy gì á, nó ăn nằm với mày cũng được, nhất định không có để mất cái mối này. Thôi má ơi, mặt mũi nào mà con làm như vậy? Người ta đã nói tới nước đó rồi, mà không lẽ mình cứ mặc dày cố nài người ta? Má thích thì má đi mà làm, con là con không làm được rồi đó. Trời ơi, cái con mất dạy này, bữa nay mày ăn gan trời rồi hả? Mày phải làm cho bằng được, không thôi á, mày tới số với tao. Cái thứ hỗn láo à, coi chừng bà Thủy bắt mày à. Vậy đó, bà chửi ngày chửi đêm, bắt My phải tìm cách dụ dỗ Khánh. Con thì khóc, mẹ thì chửi. Kết quả là trưa nay, lúc chị Lan ngồi lèm bèm ở bên ngoài trước, My đi thẳng ra sau nhà một hồi lâu không thấy lên. Dì đi ra ngó thì thấy My nằm co giật dưới đất rồi. Càng nghĩ, dì Lan càng không hối hận, mà lại đâm ra hận Thủy. Bà cho rằng vì Thủy mà Khánh mới không chấp nhận tình cảm của My. Bà nhất định không để Thủy sống sót trên đời này. Con bà không có thì không ai được quyền có Khánh cả. Nghĩ là làm, bà đi tìm gặp tụi thằng Tí, dù trì bàn bạc công việc. Trước khi về, bà còn để lại cho tụi nó cái nhẫn vàng, coi như tiền đặt cọc, xong việc sẽ được thưởng nhiều hơn. Về phần của Khánh, sau sự việc của My, anh dằn vặt lương tâm vô cùng. Nghĩ mình có phần quá đáng đã khiến cho My phải nghĩ quẩn. Riêng Thủy thì có lẽ cô hiểu được phần nào, nên cũng dè dặt hơn trong việc tiếp xúc với Khánh. Ngày lại ngày trôi qua, ngôi nhà khang trang của mẹ con Khánh chỉ còn vài chi tiết nữa là hoàn thành. Mỗi khi Thủy xong việc, Khánh đều đưa cô về tới tận nhà, cho nên tụi thằng Tí vẫn không có cơ hội nào ra tay cả. Bữa đó là ngày mừng tân gia, Thủy với Khánh bị mọi người ép nài vài ly rượu. Lúc đưa Thủy về tới nhà, Khánh làm gan nắm tay Thủy mà nói: Thủy nè, em có biết tại làm sao mà bữa nay mọi người lại ép trụ hai đứa mình không? Sao vậy anh? Để tới đám cưới không bỡ ngỡ. Hai má Thủy đỏ ửng lên, cô cúi đầu ngại ngùng e thẹn. Trái tim của Khánh rộn ràng không tả xiết. Anh nhẹ nhàng hỏi Thủy: Em đồng ý làm vợ anh nha. Mẹ nói chỉ cần em gật đầu thôi, mẹ coi ngày lành tháng tốt qua trước châu liền. Thủy không trả lời mà bẽn lẽn nép vào ngực Khánh. Hai con tim non nớt lần đầu biết cảm giác của tình yêu. Cảm xúc lâng lâng tràn ngập cả tâm hồn.
Khánh hôn nhẹ lên trán Thủy, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể của cả hai. Thủy ngước nhìn Khánh, ánh mắt như chạm đáy yêu thương. Cả hai quấn quýt nhau một lúc thì Khánh lưu luyến tạm biệt Thủy để đi về. Từ bữa đó, làng trên xóm dưới ai cũng biết đôi trẻ yêu nhau, nhiệt tình chúc phúc cho cặp đôi mau chóng làm đám cưới. Mi bên này thì mặt buồn như đưa đám, dì Lan cứ ra vô mà tức tối không thôi. Đám hỏi nhanh chóng được diễn ra, không khí hân hoan vô cùng. Ngôi nhà nhỏ của Thủy bữa nay tràn ngập tiếng cười. Ông bà chính đứng ra làm đại diện cho đàn gái, ai cũng thương nên đám tiệc được bà con chung tay lo lắng hết mọi sự trong ra ngoài. Con bạc xỉu bữa nay cứ đi tới đi lui, không hiểu có chuyện gì mà người ta ra vô đông quá thể. Nó ngơ ngác tới nỗi không biết sủa đường nào. Ai cũng cưng, mỗi người cho một miếng thịt. Ăn một hồi cái bụng như cái trống chậu, lủi ra nhà sau, nằm lật ngửa thở khì khì. Má con của Mi cũng có mặt. Vì là bạn thân nên Mi chỉnh trang đầu tóc quần áo cho Thủy ở trong buồng. Nhìn hai người sánh đôi hạnh phúc mà mắt Mi cứ rưng rưng. Thủy quay qua vỗ vai Mi một cái mà nói: Mi khùng quá à, có gì đâu khóc. Tao đi lấy chồng cũng ở đây nè, chứ có đi đâu xa mày đâu mà. Mi gượng cười. Từ bữa chết hụt, cô đã thông suốt rồi. Cô đã gặp hai người để nói hết những chất chứa trong lòng và chúc phúc cho cả hai. Vậy mà không hiểu sao chứng kiến cái cảnh này khiến cô đau lòng đến vậy. Riêng dì Lan thì khỏi phải nói, tức tối vô cùng. Ngoài mặt làm ra vẻ vui cười chúc phúc, nhưng quay đi lại nghiến răng mà siết chặt bàn tay. Một bữa nọ, tới mùa nước mặn vô sông, cá bị khờ nổi đầu vô mé bờ thấy ham. Mi mới rủ Thủy bơi xuồng đi vớt. Hai đứa hẹn nhau tối xách đèn đi, buổi tối lại cá lớn mới nhiều. Y hẹn 6 giờ tối Mi qua réo Thủy đi. Con bạc xỉu cứ cắn ống quần của Thủy mà ghì lại. Thấy vậy cô e ạch tha nó theo nằm dưới xuồng luôn. Mi thấy vậy thì nói: Mèn ơi, mày na con mập này theo chi cho nặng xuồng vậy? Nó không chịu nhà, cứ cắn ống quần tao hoài à, xách đầu nó theo luôn cho rồi. Nói đoạn, cả hai đứa sải tay dầm bơi xuồng ra ngoài sông. Con nước giật trồng bắt đầu chảy nhẹ nhẹ. Hai đứa cứ lần theo mé mà lấy cái vợt vớt cá lên. Cá trê cá lóc nổi lờ đờ tấp vô mé lá, nhồi đầu lên để mắt bớt cay vì nước mặn. Đang cắm cúi xúc, Thủy chợt nhìn lên thì giật thoát mình. Có hai cái bóng lờ mờ đang đứng trong đám lá, nhìn ra mà phất phất tay. Bên tai Thủy vang lên hai giọng nói quen thuộc: Về nhà đi con, nhanh lên, quay xuồng về, nguy hiểm lắm. Thủy còn đang ngơ ngác thì con bạc xỉu trên lên ư ử. Nó cứ đứng lên ngồi xuống, làm cho cái xuồng ba lá chao nhẹ. Thủy mới la nó: Bà xỉu, ngồi im coi, chìm xuồng bây giờ đó, để từ từ tao bơi về. Lúc này nó mới chịu nằm im mà trên trĩ như thúc giục Thủy mau về. Trong bụng cô cũng bỗng có cảm giác bất an nên quyết định quơ dầm dòng xuồng trở lại. Ủa, đang vớt mà về chi vậy mày? Thôi, như đây được rồi. Tự nhiên tao cảm giác có chuyện không lành á, tao bơi về nhanh mày ơi. Mi nghe bạn nói vậy thì cũng thôi, gác vợt lên xuồng rồi phụ Thủy bơi về. Vì hồi nãy mới xúc được cá nhiều cho nên hai đứa bơi qua mé bên này sông cái. Bây giờ muốn qua gì thì phải vượt qua con sông này. Vì ở ngay ngã ba sông, nước chảy theo mấy hướng khác nhau nên bơi xuồng có hơi cực một tí. Đang chèo thì đột nhiên có một chiếc xuồng khác cặp vô xuồng của hai đứa. Vì trời tối không biết là ai nên Thủy nói lớn: Ai đó, cặp xuồng vô có chuyện chi? Bên kia không nói không rằng, bất ngờ chụp lấy Thủy mà kéo qua. Thủy bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, gạt dội cánh tay người đó ra rồi quơ dầm đập thí qua bên đó. Con bạc xỉu cũng sủa đổng lên, nó cố gắng sủa thiệt lớn như muốn cầu cứu những người ở trên bờ.
Lúc này trên nhà, Khánh đang bơm dầu cho mấy cái ghe chở hàng, có nghe thấy tiếng chó sủa nhưng cũng không để ý lắm. Với lại tiếng mọi người cười nói, tiếng máy móc phần nào lấn át đi mọi thứ. Ở dưới xuồng, Thủy bị giật mất cây dầm. Cô đoán tụi nó là phải có vài đứa. Nhanh chóng rút ra cây dao dẫn dắt trong người, cô la lên: "Đứa nào nhào tới, tao đâm chết mẹ hết đó." Thủy ra sức cố thủ, con bạc xỉu vẫn gầm gừ đe dọa. Nhưng lạ một chuyện là nãy giờ My không la lối, không cố chạy thoát, cũng không có đứa nào động đậy gì tới My. Bè xuồng thì bị tụi kia nắm chặt, bây giờ mà có nhảy xuống sông lội đi thì chắc gì đã chạy kịp tụi nó. Tiếng thoái lưỡng nan, Thủy chần chờ rồi làm liều: "Mẹ tụi mày, chết thì chết chung." Thủy quơ dao rạch một đường lên bè xuồng, xuống chỗ tụi kia đang nắm, chỉ làm bị thương được một đứa. Lợi dụng kẻ hở, Thủy đạp mạnh vô bè xuồng bên kia, làm cho cả hai chiếc chao đảo. Cô muốn nhận xuồng tụi nó, xuống nước rồi thì đứa nào lại gần cô đâm hết. Thủy mạnh dạn phóng luôn qua xuồng bên kia mà ra sức lật xuồng. Lúc này cô định hình được tụi nó có bốn đứa. Trong khi Thủy ra sức chống cự, My vẫn ngồi đó không một chút động tĩnh gì. Bất ngờ con bạc xỉu nhào tới chụp vô người My. Cô giật mình la lên rồi mất đà té xuống nước. Con bạc xỉu cũng té luôn. Bên kia Thủy thành công nhấn chìm xuồng bọn ác ôn. May mà tụi nó đi xuồng nhỏ nên cô dễ hành động. Thủy lặn xuống bơi ra xa khỏi chỗ tụi nó. Lúc này cả đám đang lao nhau bên kia. Nhân cơ hội, Thủy kéo tay My: "Nè, lội nhanh lên bờ, nhanh lên, bạc xỉu, lên bờ." Nói rồi cô sải tay mà lội đi. Bỗng nghe đau nhói một cái phía sau đầu, mắt mũi Thủy tối sầm, tay buông lỏng con dao, người mất luôn ý thức, chìm nghiễm đi. Dòng nước đang chảy cuốn trôi cô, chẳng biết đi về đâu. Sáng bữa sau, dì Lan cóc xỉu lên xỉu xuống mà kiếm con gái. Hỏi ra thì biết đêm qua hai đứa đi xúc cá tới khuya chưa thấy về. Dì tưởng My ngủ bên nhà Thủy nên không kiếm. Ai về sáng qua coi thì không có đứa nào ở nhà. Mấy ông thăm đái ở ngoài sông còn vớt được cái xuồng của hai đứa đi đêm hôm. Nghe tin đó Khánh như chết lặng. Anh ra sức nhờ người lặng tìm nhưng vô ích. Ngày nào Khánh cũng tìm kiếm tin tức của Thủy, cô như bốc hơi vậy. Ngay cả con bạc xỉu cũng không thấy đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cớ sao lại không thấy gì, dù chỉ là manh mối nhỏ thôi. Mọi người đang không biết phải làm sao thì bữa đó có một ông già râu dài chống cái ghe tấp vô bến nhà của Khánh. Nhìn Khánh, ông cười cười nói: "Con trai cho ông hỏi, ông có thể nào đậu nhờ ở đây được không con? Ông có đứa cháu gái bị bệnh, ở đây đường xa thuận tiện, ông dễ chăm sóc nó." "Dạ được chứ ông, nhưng mà ông đậu ghe mấy bên trái của nhà nè, đằng trước kia nó hay ghé mua xăng dầu, bất tiện cho ông lắm. Hay là ông đem cháu của ông lên nhà đi, nhà có hai mẹ con thôi à." "Ừ, ổn không bầy, bệnh hoạn nó bất tiện lắm mà." "Dạ, bệnh thì lên nhà chăm sóc mới là tiện chứ ông. Ông yên tâm đi, con suốt ngày buôn bán ngoài đây, tối cũng ngủ ngoài này luôn hả. Mẹ con ở nhà dưới, ông cứ cho cháu lên nhà để mà nghỉ ngơi." Ông mỉm cười gật gật đầu, đi xuống ghe dẫn lên một người. Mặt mày đầu cổ quấn khăn kín mít. Khánh nhìn lướt qua rồi thôi, cũng không chú ý lắm. Mà ngó xuống ghe hình như ông già bán cái gì đó. Tối đó, ông già thì nằm trên mui ghe hút thuốc. Khánh thì ngồi thẫn thờ nhìn ra hướng sông cái, kể cho ông già nghe câu chuyện lòng của mình. Ông già nghe xong, giọng cũng buồn buồn: "Cái duyên cái số hết đó mày. Hồi xưa ông cũng mất vợ vì cái nghiệp sông nước đó. Bày cứ sống phải đi, ông trời ông không có bạc đãi bày đâu. Mà con xưng hô với ông sao được ông?" "Kêu tao ông hai được rồi. Mà muốn kêu bằng ông già hai trạm cũng được nữa." Ông cười khà khà. Khánh cũng bị giọng cười của ông làm cho vui lây.
mấy bữa nay tâm trạng của anh nặng nề quá. Anh mướn người tìm kiếm khắp nơi. Anh sẽ không bỏ cuộc, chừng nào anh gặp được vợ anh thì thôi. Về phía dì Lan, mấy ngày nay khóc đã cạn nước mắt, mà con gái mình vẫn bật vô âm tính. Bà bắt tụi thằng Tí phải kiếm được ông thầy nào giỏi mà coi ra con gái của bà bây giờ sống chết ra sao. Nếu không bà sẽ không để yên cho tụi nó. Bữa đó tụi nó về báo tin bà đã chết giấc một chập. Tỉnh dậy, bà nghiến răng chửi cả đám. Tụi mày đúng là vô tích sự mà. Có một đứa con gái cũng làm không lợi nữa. Tao đã dặn đi dặn lại là không được động tới con gái tao mà. Tại sao tụi bay vẫn làm hại nó? Trời ơi dì ơi, tụi con có làm gì đâu. Nó bị con chó xô té xuống nước chứ bộ. Lúc thằng An rượt theo quơ cái dầm đập con Thủy á, thì tụi con vẫn thấy con bị lỗi đó. Tới chừng dai qua lật lại cái xuồng lên đang chở nó về thì nó mất tiêu rồi. Tụi con còn lặn mò một chập nữa, còn tưởng nó lội lên bờ rồi á, bỏ về nhà không luôn á. Tụi bay thôi đi, bây giờ phải làm mọi cách kiếm được con tao về đây. Nếu không tao đi báo công an, tao vô ngồi tù thì tụi bay cũng không yên thân đâu. Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì thằng Út hất hờ hất hải chạy vô nhà. Dì Lan, dì Lan ơi, kiếm có thầy rồi. Có rồi, thì ổng ở đâu? Ổng nói là con My bị bà Thủy bắt rồi, xác còn nằm ở dưới ngã ba sông á. Bây giờ dì đi mua hết mấy cái thứ đồ lễ ông biên trong giấy này nè. Sáng sớm ngày mai ông qua ông làm đấy. Nói xong, nó để lại miếng giấy rồi chạy nhanh đi. Ở đây dì Lan té ngồi xuống đất. Hết rồi, không còn gì nữa rồi. Làm mọi cách để trừ khử cái con kia, chỉ mong cho con mình sau này có cuộc sống giàu sang êm ấm, mình cũng được thơm lây. Mà đâu ngờ lại thành ra cái nông nỗi này. Càng nghĩ càng hận, tại sao gia đình của bà toàn gặp những điều trớ trêu như vậy. Chồng thì vì bạn mà hy sinh cả bản thân, bỏ lại vợ con bơ vơ. Bây giờ tới đứa con cũng vì cái tình bạn chết tiệt mà không nỡ xuống tay. Bà bắt nó phải dụ con Thủy ra sông, chờ tụi kia cập xuồng thì đập cho Thủy một dầm để cho tụi kia lôi đi. Vậy mà khi tới thời điểm quyết định, nó lại chần chờ. Không những không làm được việc, lại còn phải bỏ mạng đi. Sáng sớm bữa sau, một cái đàn lễ được dựng lên trên cái vôi đất cách nhà Khánh tầm 50 thước. Bàn lễ nghi ngút khói nhang, có nguyên cả một con heo nằm trên đó. Ông thầy lầm trầm khấn vái, hết cây nhang này cho tới cây nhang khác. Ông bắt chị Lan đứng kế bên, ba quỳ chính lại cho tới khi nào xác nổi lên thì thôi. Lại được một chút, mồ hôi của dì đã thấm ướt hết áo, mệt thở không muốn ra hơi. Cố gắng lại thêm một chập nữa thì dì Lan xỉu ngang. Mọi người hết nhốn nhào tới chưa kịp đỡ lên thì bà đã ngồi dậy xếp bằng, hai tay thong thả để qua hai bên đùi. Mắt dì Lan nhắm nghiền, miệng cứ nói giọng điều điều. Con nữ này, nó tự nguyện dâng con gái của nó cho ta, hà cớ chi giờ này lại lại lục sinh vậy? Tất cả đều ngơ ngác. Ông thầy chưa kịp nói gì thì dì Lan lại tiếp lời. Nó thường xuyên kêu ta bắt con của nó đi, mà toàn kêu ngay giờ ta có việc đi ngang qua. Ta để ý thấy con nhỏ cũng xinh xắn, thích hợp làm người hầu của ta, nên ta bắt thôi. Ta thì ta không thích nói tới nói lui đâu. Ông thầy cung kính đi tới, vòng tay xá dì Lan một xá. Bẩm bà, thực ra thì nữ này chỉ là độc miệng, thường xuyên trù rủa người khác kiểu đó mà thôi, chứ đâu có nghĩ tới cái hậu quả lớn như vậy đâu. Dạ mong bà soi xét, thương tình mà trả lại xác cho chúng tôi an táng con nhỏ tử tế. Dẫu sao thì bà cũng đã bắt nó đi rồi. Ta không thích, đồ ta muốn giữ thì đừng hòng xin về. Có giỏi thì ra đó mà lấy, lấy lại được thì ta trả cho. Bà vừa dứt tiếng nói, mọi người đồng thanh ồ lên một cái. Dì ở giữa sông, xác My nổi lên trôi nhanh về mé bờ. Cái xác trương phình, cá rỉa nham nhở nhìn đến tội nghiệp. Mọi người vội vàng nhảy xuống xuồng để hỗ trợ dứt xác.
chỉ nghe một âm thanh giận dữ cất lên: "Ai dám cả gan cướp người của ta?" Dứt tiếng, chị Lan ngã ngang đó không biết gì nữa. Ngoài sông bỗng nổi lên một trận gió ghê người. Gió thốc lên bờ, giật đổ cả bàn lẫy. Mọi người sợ hãi ngồi thụp xuống hết. Nhìn ra giữa sông, thấy mang máng hai cơn lốc đang quần lấy nhau rất là rát. Trong này, mọi người đã quấn chiếu, đưa được thành công cái xác của My lên bờ, chạy về nhà dì Lan. Gió vẫn giật lên từng chập. Ngã ba sông Dầm Lá trước giờ vẫn luôn hiền hòa. Bữa nay sóng từ đâu nổi lên ầm ào, trông đáng sợ vô cùng. Được một chập thì êm, tất cả lặng im như chưa có gì xảy ra. Có tiếng xì xào bàn tán: "Ê, cái vụ này y hệt như cái vụ ông bãi thuốc gò kể ha." "Thì cũng bả đó chứ ai. Biết bả linh rồi, mai biểu réo bả hoài chị." Mọi người cố nhìn thêm chút nữa, vẫn không có gì, nên kéo nhau về nhà dì Lan lo hậu sự cho My. Dưới cái gốc cây cà na cặp bến sông, ông Hai Trà mặt hơi lo lắng: "Mèn ơi, sao mà cô chơi liều vậy? Lỡ có gì rồi sao?" "Có gì được mà có. Cùng lắm á, bị bà quánh cho tan hồn thôi. Bà bị tôi bắt dò cái câu, có giỏi thì ra đó mà lấy, lấy được thì ta trả. Rõ ràng bà tự nói chứ tôi đâu có lấy ngang đâu." "Mà sao cô đánh lại bà hay vậy? Mới luyện lên cấp bậc mới nữa hả?" "Nằm chim bao hả? Bà là thần, là thần á. Tôi vừa né vừa năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn, chứ sung sướng gì." "Trời trời, lần đầu tiên tôi nghe cô Hai mà xuống nước năn nỉ người ta đó. Cô năn nỉ sao kể tôi nghe coi." "Phải người ta đó, là tôi dặn cho trẹo tám cái quai hàm rồi. Xui cái bả là thần thôi. Tôi nói với bả, thôi bỏ qua đi. Chớ mà bắt người ta chưa tận số như vậy là cũng không có tốt đâu. Bả mà còn đánh tôi là tôi nhờ người câu lôi phạt ráng chịu à. Dù sao tôi cũng quen biết nhiều pháp sư cao tay ấn, âm đức tôi cũng không có thua bả lắm đâu." "Thật ơi, nghe cả buổi không thấy cái khúc năn nỉ của cô luôn đó cô Hai. Mà cô quen nhiều pháp sư lắm hả? Sau đó giờ tôi không biết à." "Ai trong đời không có nói xạo vậy ba lần. Bả nhìn thấy âm đức của tôi cho nên bả tin á. Mà kiểu bả nói cứng để mấy người này sợ thôi, chứ cũng muốn trả xác. Tự nhiên ôm cái xác sình ương nó làm gì. Bà còn kêu tôi xử lý chùm cái mớ bồng bông của cái xóm này rồi hãy đi. Xử không được, bà không bỏ qua cho đi đâu. Chết dở thiệt á, giờ nhiều chuyện chi cho mắt ách giữa đàn." Nói xong Hai Nguyệt biến mất. Ông Hai lắc đầu cười trừ, dậm bước định đi thì giật mình khựng lại. Chị cô Hai Nguyệt lại hiện lên: "Ê chẹt đét ơi, hú hồn hú vía. Cô Hai ơi là cô Hai, chắc tụi chết sớm với cô quá." "Ờ, nhanh nhanh chết đi, đặng đi độ kiếp cho nhanh, chứ chống cái ghe muối lâu lắc quá à." "Ờ, mà sao tự nhiên hiện lên chi nữa đây cô?" "Quên hỏi, nhỏ cháu của ông sao rồi?" "Ờ, bữa nay nó đỡ nhiều rồi. Nó với bà Sáu Lụ vui vẻ với nhau lắm." "Ừ, vậy tốt." Bên nhà dì Lan, tiếng búa đóng hàng chan chát, tiếng khóc la vang động, tiếng sầm xì, tiếng giao thớt tạo nên một không gian ồn ào ngột ngạt. Bà ngoại của My ngồi đó khóc tức tưởi. Bà giận con gái bà độc mồm độc miệng, hại cháu bà chết oan chết ức. Ai cũng lên tiếng khuyên can, mong bà đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng tới cái sức khỏe tuổi già. Ông thầy coi ngài rồi nói với mọi người là tối nay khiêng đi chôn, đúng 11 giờ đêm sẽ hạ huyệt. "Tôi cố gắng hết sức rồi. Con nhỏ chết ngay giờ xấu, lại bị thần sông bắt. Kiểu này mới mốt nó về nó quấy quả dữ lắm, chứ không có giỡn đâu." Dì Lan nghe vậy thì sợ nín cả khóc: "Thầy ơi, vậy có cách nào không thầy? Trấn nó lợi chứ, nó về nó quậy rồi ai chịu cho nổi." "Ờ, bà có cái thùng nào lớn lớn không?" Chi vậy thầy?" "Bà bưng cái thùng đi, xin đầy một thùng bùa về đi, để dành mà xài.
Tội của bà lớn dữ lắm đó, mà tôi chưa nói tới đó. Thở đời nay con của bà mà bà cầu cách trấn, sao không cầu cách cho nó siêu thoát vậy? Bởi vậy tại tôi thương con nhỏ hoang ức mới lợi hộ cho nó tới chôn thôi, chứ không là tôi mặc kệ bà rồi. Bà không có xứng để tôi giúp đỡ đâu. Bà ngoại lên tiếng năn nỉ. Thầy ơi, tôi xin thầy bớt giận mà bỏ qua cho đứa con ngu dốt của tôi. Tánh tình nó ăn nói không biết suy nghĩ trước sau, xin thầy đừng có chấp. Xin thầy thương mà thương cho trót ở lợi. Bà già này đội ơn thầy lắm thầy ơi. Ông thầy nén giận bỏ đi chỗ khác ngồi. Có con bướm đen lớn lắm, từ đâu bay vô đậu ngay trên đầu hàng của mì. Đuổi nó cũng không bay, cứ đậu ở đó sải cánh như ôm lấy thân xác của mì mà vuốt ve an ủi. Nó đậu như vậy tới lúc người ta khiêng mì đi, nó vẫn không bay. Hạ huyệt nó vẫn nằm im, cánh hơi chớp nhẹ. Mọi người nhìn qua hỏi ý kiến ông thầy. Ông trầm ngâm khấn lầm rầm chi đó rồi kêu người ta lấp đất. Chẳng mấy chốc mì đã nằm im dưới đáy mộ. Một cuộc đời xuân sắc phải đứt đoạn gì đâu, than trách ai đây, mà than trách đây được gì. Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày Thủy mất tích. Đêm nay Khánh trằn trọc khó ngủ. Anh giận mẹ. Hồi chiều mẹ anh lên khiều vai anh mà nói nhỏ: "Con à, bữa giờ con có để ý cháu của ông Hai bán muối không vậy?" "Ừ, không à. Mà mẹ nói vậy là sao?" "Mẹ thấy con nhỏ dễ thương quá trời. Đẹp người mà nết na hiền hậu lắm. Dầu sao con Thủy nó cũng mất tích rồi. Hay là..." "Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Vợ của con còn chưa biết sống chết là sao? Mà mẹ đã có ý nghĩ đó rồi. Thủy mà biết chắc là đau lòng lắm. Con nói rồi đó, ngoài Thủy ra con không có thương ai đâu. Mẹ đừng có đề cập tới mấy chuyện đó nữa." Giờ này nằm trong mùng, lăn qua lộn lại, Khánh khó chịu vô cùng. Anh nhớ Thủy quá. Lấy mấy tấm hình mà anh chụp Thủy ra ngắm nghía, ôm trong ngực cho ngủ quên lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng thì Khánh nghe thấy tiếng kêu của ai đó. "Anh ơi, anh Khánh à." Khánh hé mắt ra nhìn thì thấy Thủy. Anh mừng như muốn hét lên mà chạy tới ôm cô. Nhưng cả thân người Khánh không thể động đậy. Anh bất lực nằm trơ mắt ra nhìn người mình thương. Bụng nghĩ thầm chắc do mình nhớ Thủy quá cho nên ảo giác thôi. Thủy bước tới bên giường rồi ngồi xuống chỗ mé mùng nói: "Em chết rồi, xác cô không còn. Anh đừng có kiếm em nữa. Cháu của ông Hai dễ thương lắm. Em lại nhìn ra cổ có lương duyên với anh đó. Anh thương cổ đi. Em ở dưới chúc phúc cho hai người." Khánh muốn lắc đầu nhưng không được. Hai hàng nước mắt chảy dài. Anh nghĩ trong đầu: "Suốt đời này không cưới được em thì anh sẽ không lấy ai khác đâu Thủy à. Em ép anh lấy người khác là em ác lắm đó. Em có biết hay không?" Thủy nhìn Khánh mỉm cười rồi biến mất đi. Khánh ngồi bật dậy, mệt không thể tả. Anh trờ lên mặt, nước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt, chứng tỏ là anh không hề mơ. Chẳng lẽ vợ anh đã thực sự không còn? Không, anh không thể chấp nhận được sự thật này. Nó quá đau đớn, quá bất công rồi. Bên nhà của dì Lan, mấy nay bà ta cứ thấp thỏm trong lòng, sợ lời ông thầy nói là sự thật, My sẽ tìm về mà quấy quả cuộc sống của bà. Nhưng hết ngày ngày trôi qua, dì vẫn không thấy gì. Bà cũng hơi dững bụng một chút, nghĩ rằng ông thầy chỉ dọa mình mà thôi. Đêm nay cảm giác không khí có vẻ lạnh. Dì Lan kéo cái mền mỏng lên đắp ngang ngực, nhắm mắt lại chìm dần vô giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì bà chợt nghe cái gì đó lạnh lạnh ương ước luồn vô mền. Cố lấy tỉnh táo để coi đó là cái gì,
thì cả người bà tê rần từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Bên tai vang lên giọng nói của con gái: "Má, cho con đắp ké với má, con lạnh quá má ơi." Lúc này dì Lan ước gì mình có thể tung mền mà chạy ra sân la lối cho bớt đi nỗi sợ đang xâm chiếm. Nhưng lực bất tòng tâm, tay chân bà như đeo đá nặng trịch. Tiếng của mi vẫn cứ thỏ thẻ trung trung vang lên bên tai, càng ngày âm điệu càng trầm lạnh, càng xa xăm. "Má ơi, má ôm con đi má, ôm như hồi con còn nhỏ đó má. Má ôm con hát ru đi, con lạnh, con đói, con ngủ không được má ơi." Tiếng than như xé ruột gan. Dì Lan bật khóc. Bà ta khóc vì sợ, chứ không phải vì đau xót cho con gái. Bàn tay lạnh ngắt ướt át của mi luồn vô ngực bà, y như cái kiểu hồi còn nhỏ cô hay nhõng nhẽo. Rồi mi gác chân lên bụng dì Lan, tay chân siết chặt cứng, làm cho bà vô cùng khó thở. Chợt bà lóe lên một suy nghĩ. Bà bắt đầu niệm Phật. Những câu hồng danh của Đức Phật được dì Lan niệm trong hoảng loạn. Mi chợt buông lỏng tay chân ra, hơi nhích người ra khỏi người má mình. Rồi bất ngờ cô chồm lên ngồi hẳn trên bụng dì Lan. Mi cúi đầu gào vô mặt bà ta: "Đồ ác độc, má suốt đời này chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình thôi. Không có một người má như bà thì tôi đã không phải chết yểu mạng như vậy. Bà trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi." Vừa nói, Mi vừa đưa tay siết mạnh cổ dì Lan. Đầu cô gục xuống, khiến cho nước trên tóc nhỏ giọt xuống mặt bà lợp bợp. Vừa sợ vừa đau, vừa khó thở, dì Lan bất tỉnh nhân sự, mặc kệ bản thân có vượt qua được chuyện này hay không. Sáng ra, cả người dì ướt nước, cổ bầm tím, hàng rõ dấu bàn tay. Bà biết thực sự Mi đã về. Bây giờ có muốn đi nhờ giả thầy, bà cũng không biết phải nhờ cậy ai. Mà kể cho người khác nghe thì không biết phải kể như thế nào. Đành bấm bụng chịu trận. Bà đem tất cả các mẹo dân gian về để trừ tà, nhưng cũng vô ích. Đêm nào Mi cũng về ngủ chung với bà, ôm bà cả đêm. Mới có một tuần trôi qua mà nhìn dì Lan như kẻ ốm đói, giật giờ không có tí sức sống, hai mắt trũng sâu thâm đen. Bà ngoại nghe cũng xót, cho nên qua ở với dì Lan để chăm sóc, coi ngó con gái. Tuy đêm nào bà ngoại cũng ngủ ngon, không hề nghe thấy bất cứ sự lạ gì trong nhà. Vậy mà sáng nào ra, dì Lan cũng kể là tối con Mi nó lại vậy. Không riêng gì dì Lan, mà ai yếu vía thì cũng có thể bắt gặp trong hồn của Mi lang thang khổ sở. Khuya bữa đó, chú Năm Nổ không biết có việc gì đi ngang qua nhà của dì Lan. Thấy rõ ràng Mi từ dưới sông đi lên một hơi vô nhà. Đặc biệt là Mi đi xuyên qua cánh cửa. Ông đứng chết trần hồi lâu như không tin vô mắt mình. Một lát sau mới trấn tĩnh mà về nhà thay đồ. Sáng ra, cả xóm hay tin ông Năm Nổ gặp hồn ma của Mi ở mé sông, than lạnh than đói, đòi bắt người thấy mạng. Bị ông Năm chửi cho một chập thì thúc thích đi lên nhà. Ai nghe cũng tội nghiệp, nói con nhỏ chết oan ức quá mà. Tụi thằng Tí cũng nghe về mấy sự việc diễn ra, thằng nào cũng hơi sợ trong bụng, nhưng bên ngoài cũng làm ra vẻ cứng rắn. "Ta đây không sợ trời, không sợ đất," thằng Tí dõng dạc nói. "Tụi bay yên tâm đi, nó tự chết đuối mà, đâu phải tụi mình hại chết đâu. Nó nhát người già con nít chứ làm gì có cửa nhát thanh niên đàn ông như tụi mình. Mẹ bà, nó mà lạng quạng tụi bẻ cổ nó lướng trùi." Thằng Út thì hơi rụt rè. "Rồi con Thủy sao mày? Hồi đó tụi mình kêu nó bằng bà Thủy, chuyến này nó thành bà Thủy thiệt rồi đó. Có khi nào nó về nó báo quán tụi mình không?" Thằng An tán đầu thằng Út mà chửi: "Mày ngu quá, như con Mi kiếm được xác đem lên thì hồn mới về nhắc người ta được, chứ như con Thủy cái xác nó còn không gặp thì hồn về ngã nào mà mày sợ." Thằng Hào chen vô: "Ừ, tụi bay nói đúng á, lo gì mấy cái con ma này. Tụi nó chết nước, mình ở trên bờ, làm đách gì được mà sợ. Sao,
tối nay ra ruộng làm một chậu không? Tao sẽ chôm của bà già tao con gà mái đẻ, trả đó làm món gà ăn mày. Tha hồ mà nhậu, tha hồ mà nói chuyện thiên cơ. Cả đám nhất trí hẹn nhau ra mé ruộng nhà thằng An để hành sự. Tối đó y hẹn, bốn thằng mò mẫm ra ngoài đó. Thằng Hào móc trong áo ra con gà mái bị bẻ cổ chết tươi. Thằng Tí thì xuống mé móc đất sét lên đắp vô mình con gà. Hai thằng kia đi hốt củi, hốt trơm để đốt. Tụi nó đào một cái lỗ nhỏ dưới đất, lót củi bự xuống dưới, rồi để con gà đắp đất lên trên, chất chà chôm lên trên, phủ trơm rồi đốt. Vừa canh lửa, tụi nó vừa tranh thủ nhâm nhi vài ly với mớ cốc ổi me non. Đốt một chập nhắm chừng con gà đã chín, tụi nó khiệu con gà ra. Lớp đất áo xung quanh đã khô nứt, gỡ tới đâu lông gà cũng theo đất tróc ra tới đó, lộ ra lớp thịt gà trắng tươi mỡ màng. Nước miếng tụi nó ứa ra đầy miệng, xé một miếng chấm với chén muối ớt tụi nó đem theo. Cắn một cái, bao nhiêu vị ngon ngọt thấm vô đầu lưỡi. Thằng An vừa nhai nhồm nhàm vừa nói: "Để tao đi bẻ mấy trái chuối chắc, ăn thịt không không có ngon đâu." Nói xong, nó xách cây đèn đi te te lại chỗ bụi chuối đầu bờ ruộng, đứng ngó nghiêng kiếm bụng chuối. Thì nó thấy ai đó đứng thụt ló trong lùm. Nó tặng hắn một cái rồi hỏi: "Ai mà giờ này núp ló đó vậy?" "Tao nè." Tiếng trả lời sát một bên làm cho nó thót tim một cái. Lấy tay chà chà lên ngực, nó dài qua để dòm coi là ai. Thì nó nhảy dựng lên thêm một cái nữa. Là Thủy, không sai đi đâu được. Là con Thủy bằng xương bằng thịt. Nhưng sao cái giọng của nó nghe cứ gian gian. "Ăn gà nướng sao không rủ tao ăn? Nhìn ngon quá trời luôn hả?" "Mày muốn ăn thì lại đáng chứ, đứng ở đây rồi sao ăn?" Vừa nói, nó vừa đảo mắt suy nghĩ coi sẽ phải xử lý con nhỏ này ra làm sao. "Cảm ơn mày ạ. Mày tốt ghê đấy. Tính dụ tao lợi đẳng để tụi bay đập tao hả? Tao đâu có ngu." Dứt lời, Thúy cười lên hi hí, nhè cái hàm răng trắng ẩn, bổ sung thêm hai cái răng dài thọn. Thằng An chết đứng chốc lát rồi la lên: "Quỷ, quỷ tụi bay ơi, con Thủy nó thành quỷ rồi." Vì ở hơi xa nên ba đứa kia nghe loáng thoáng cái gì mà khỉ khỉ. Thằng Út cười kha kha: "Bà nội mẹ nó thiệt, mới uống mấy ly vô mà con mắt lộn thinh rồi. Xứ này kiếm khỉ đâu trà mà la vậy?" Thằng Tí thấy thằng An la quá mà không chạy về đây, nghĩ có sự không lành nên nó nói: "Nè nè, lại đắng coi cái vụ gì. Nó la quá chắc thấy cái gì rồi đó." Ba thằng đứng lên lây quay lụm ba khúc củi rồi chạy về phía của thằng An đang la hét. Tụi nó vừa chạy tới thì Thủy biến mất trước mặt của thằng An. Nó ngơ ngẩn trung trung, chỉ tay vô chỗ bụi chuối: "Rõ ràng con Thủy nó hiện vậy bé ơi, nó có nành nữa đó." Ba thằng kia bán tính bán nghi nhìn giáo giác xung quanh, chợt nhìn lại cái chỗ mâm nhậu. Kế bên đống lửa đang cháy bập bùng, có đứa con gái ngồi đó ôm con gà xé ăn ngon lành. Bốn thằng nhìn nhau gật đầu, tay lầm lầm vũ khí mà chạy ngược tới hướng đó. Tới nơi thấy quả thực là Thủy, thằng Út mới làm gan hỏi: "Mày hả Thủy?" "Không hả mày, biết rồi còn hỏi. Ê mà gà ngon nha, bữa nào nướng cho tao ăn nữa nha." Thằng An lắp bắp: Sao từ đằng đó mà mày chạy lại đằng đây nhanh nhanh vậy mày?" "Mày quên á, là tao còn chạy nhanh hơn con chó nhà ông Chính luôn hả?" Vừa nói, Thủy vừa cắn con gà ăn tự nhiên, y như là nhà mình. Bốn thằng nó nhìn nhau gật đầu, vừa nói vừa tiến lại chỗ Thủy đang ngồi. Thằng Tí hỏi: "Sao nghe nói mày bị chìm xuống chết rồi mà, sao giờ lại ngồi đây vậy?" "Chết đâu chết, nghĩ sao chết rồi còn xé gà ăn được vậy. Mà tao biết bữa đó là tụi mày làm luôn đó nghe. Lạng quạng tao cho ăn cơm nhà nước hết, không thì tao cũng đi nấu giáp sớm rồi." Thằng Tí siết chặt khúc cây: "Tụi tao không ngại giết mày lần thứ hai đâu, đập nó tụi bay."
Bốn thằng xông tới đập túi bụi vô người Thủy. Vì bất ngờ cho nên cô không kịp tránh né, hứng nguyên cả một trận mưa đòn lên tấm thân mảnh mai. Thủy la hét kêu đau không ngừng. Tụi kia càng đánh càng hăng, tra tay không hề nhẹ. Trong xóm nghe quyên náo ở ngoài ruộng thì đèn đuốc sáng trưng kéo nhau ra coi. Đập vô mắt họ là cảnh bốn thằng cô hồn xóm đứng quay vòng, thằng này lấy cây đập vô đầu, vô lưng thằng kia. Mọi người không biết chuyện gì, sợ cứ để như vậy thì xảy ra án mạng, cho nên nhào vô can. Giả cho mỗi thằng một cái cho tỉnh táo, thằng nào thằng nấy tỉnh rồi thì hết sức hoảng loạn. Lúc đó tụi nó nhận ra rằng là đã đập lộn phe nhà thì đã quá muộn rồi. Tụi nó không thể nào điều khiển được chân tay của mình dừng lại được. Thủy đứng kế một bên cười lên ha hả, tiếng cười như đâm thấu màng nhĩ của tụi nó. Khi bị đập cho tỉnh táo, tụi nó vừa mừng vừa sợ. Nhìn qua thấy con gà mới nướng bây giờ đã tiêu nhớt nổi mốc xanh, tụi nó nhảy dựng lên la làng thêm một lần nữa. Thấy có dấu hiệu lạ, bà ngoại của My chận đầu chận ngõ một hồi thì tụi nó khai ra hết sự tình. Chính vì Lan mướn tụi nó đập chết Thủy, nào ngờ My cũng chung số phận. Bà ngoại giận quá đi một hơi vô nhà, cuốn đồ đi về trong đêm. Bà tuyên bố từ mặt chị Lan, bà không có đứa con nào bạc ác như vậy. Chị Lan lúc này vừa nhục vừa tức, vừa sợ hồn ma của Thủy với My sẽ tìm tới mà báo thù một lực. Vậy toan chạy vô nhà trốn thì đụng mặt cô Sáu Lựu đi ra. Cô dắt tay theo một cô gái trùm khăn kín mặt. Bà Lan, bà khoan có đi đã, tôi muốn cho bà gặp người này. Chị Lan hơi ngơ ngác. Cô Sáu quay qua gật đầu với cô gái che mặt. Cô từ từ lột cái khăn đang trùm kín ra. Mọi người mới ồ lên kinh ngạc. Có người còn bật khóc nữa. Là Thủy, chính là Thủy rồi. Lần này không sai đi đâu được. Có người lên tiếng thắc mắc. Ủa, con Thủy đây rồi. Vậy hồi nãy tôi kia nó gặp con Thủy nào nữa? Ông Hai lúc này mới bước lên mà nói. Thưa bà con, mấy nay tìm hiểu sự việc trong xóm khá kỹ, cho nên tôi với người này mới bày ra cách vạch mặt tụi ác ôn này trước bà con đây. Cô Hai à, cô hiện lên cho mọi người thấy hết được không cô? Muốn thì được thôi, có gì đâu à. Sau câu nói đó, một bóng người con gái vận bộ áo bà ba màu hường hiện lên. Gương mặt thanh thoát nhưng lại pha chút lém lỉnh. Cô cười cười. Là tôi đó. Giả người khác dễ ợm chứ có gì đâu. Búng tay một cái, cô biến thành Thủy ngay. Y đúc không sai một nét. Bất ngờ cô nhe hàm răng nanh ra, lướt tiệt nhanh tới tụi thằng Tí. Hù. Cả đám nhảy dựng lên, co cụm lại mà la khóc. Một số người dân cũng giật mình né tránh. Cô cười ngất. Giỡn giỡn, đừng có sợ. Bây giờ thì mọi sự coi như ổn rồi ha. Thủy nó cũng về với gia đình rồi. My thì nó quán má nó lắm, phần đó để tôi khuyên giải rồi dẫn nó đi. Còn tụi này thì giao cho mọi người xử lý đó nghe. Không phạt hành chánh thì mình hành hạ nó cũng được. Toàn thứ báo đời không à. Lúc này Khánh mới ngồi thu lưu một góc. Vừa mừng vừa giận, mọi người đã hùa nhau mà giấu giếm anh. Ở chung một nhà mà hổng hai vợ mình vẫn còn sống. Cô Sáu mỉm cười tiến lại mà dỗ con trai. Thôi, giận hận gì, mẹ đã nói mé mé cho con rồi mà con không chịu để ý thì thôi chứ. Ai biểu chung tình mà lạnh lùng quá, giờ đâm ra thẹn hả? Tại bữa đó con thấy Thủy về báo mộng chứ bộ. Chà, tao đó chứ Thủy nào vô đây. Tao thử lòng coi mày có thiệt sự chung tình không thôi. Mà công nhận mày dễ dụ thiệt luôn á. Ông Hai cười khà khà. Thôi đừng có ghẹo nó nữa, để tôi thuật lại đầu đuôi cho bà con nghe. Ở đó đang dông ghe lại gần tới khúc sông này á, thì tôi thấy có cái gì đó nó trôi dập dềnh dưới sông. Căng mắt dòm thì thấy một con chó nó đang vừa lội vừa cắn theo cái gì đó. Nước ngược chảy hơi xiết, tôi cố lái ghe về hướng đó
thì mới vớt được con Thủy. Mài phước con chó nó khôn, nó cắn tóc con nhỏ cho hướng mặt lên, rồi cứ nương theo con nước mà lội. Tới ghe tôi thì con chó nó đuối sức rồi chìm nghỉm mà. Tôi chỉ cứu được con nhỏ thôi. Ông Hai nói tới đây, Thủy không kìm được mà khóc nấc lên. Con bạc xỉu của cô vì cứu chủ mà đã phải hy sinh tánh mạng như vậy. Hai Nguyệt lướt tới bên Thủy mà dỗ dậy. Thôi, nín đi con gái. Thiệt ra con chó đó nó có tánh linh á. Nó quyết định hy sinh để cứu con cũng là một cách để cho nó trả nghiệp của nó. Ta dẫn nó đi rồi, nếu con với nó có phước duyên, chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong tương lai tới. Có thể là người một nhà cũng không chừng nữa đó. Thủy gật đầu, sụt sịt mà tiếp lời ông Hai. Dạ, con được ông Hai vớt lên rồi cứu cho tỉnh. Ông hỏi nhà cửa con, xong rồi nói khoan hãy dìa để ông nghĩ cách. Cuối cùng ông xin đậu nhờ bến nhà của anh Khánh, biểu con trùm kính giả bệnh để người ta đừng có chú ý, chờ mọi việc sáng tỏ rồi hãy lộ mặt ra. Nghe tới đâu, mọi người xì xầm bàn tán tới đó. Nhìn lại thì dì Lan đã chạy đi đâu mất rồi. Nghĩ lại đúng là nghiệp quả, cả đời ấp ủ mưu kế hại người khác, cuối cùng chính mình lại thiệt thân, hại luôn cả con cái của mình. Lúc này chắc bà ấy đang ân hận mà dài dò bản thân lắm. Sáng bữa sau, cả xóm quảng hồn khi bắt gặp xác của dì Lan treo trên nhánh cây cà na dưới bến sông. Cái nhánh cây nhỏ quằn xuống, nửa thân dưới của bà chìm trong nước đu đưa nhẹ nhẹ. Mắt bà mở lớn, hai tay bấu chặt lấy sợi dây, răng nghiến chặt như không cam tâm. Nhìn một cảnh đó thực sự ám ảnh cả tâm trí của người ta. Rồi mọi sự cũng qua đi, tất cả đều được an bài theo định số. Ông Hai sau vài ngày ở lại thì tạm biệt mọi người để lên đường. Ông vừa chống ghe vừa cười nói một mình. Mẹn ơi, hết đồi gà luộc, giờ tới đồi gà nướng. Không lẽ tôi dở dán ghe tôi nướng gà cho cô ăn chứ? Thôi, được rồi, cứ giận lấy hoài. Bữa nào tôi làm gà nướng cho ăn, chịu chưa? Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Bà Thủy Sông Dàm Lá, là một sáng tác mới của Quỳnh trong series những câu chuyện về hành trình độ hóa vong hồn của ông Hai Tràm và cô Ma Hai Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.